Mến chào tất cả các bạn thân mến yêu dấu của tôi. Chúc mừng các bạn lại tiếp tục đến với chương trình Tương lai cho Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Và đề tài ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ các bạn mang tên là giải thích, giải oan, giải mã hay là giải cứu cho MC Trấn Thành. Và đó là cái đề tài mà chúng ta tiếp tục cho cái chương trình Trở thành người văn minh. Phần tiếp theo đó sẽ là tính cách. Tôi hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái phần về tính cách của con người đây để chúng ta đi thêm bước đường khác, ok? Đó là những phẩm chất cho sự thành công, cơ hội và cuối cùng là mục hỏi đáp cầu nguyện cho nhu cầu. Và cũng có một bạn nhiều bạn ấy hỏi về cội nguồn vụ việc của MC Trấn Thành, thì tôi chỉ nói trên cái quan điểm mà cần phải nói thôi. Các bạn nghe rõ chưa? Alo, các bạn nghe rõ chưa? Xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc ban phước cho tất cả chúng ta. Giải thích, giải oan, giải mã hay giải cứu cho MC Trấn Thành đây? Theo các bạn phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta cùng nhau xem một cái clip nhỏ nhé. Và clip này tôi download từ trang của MC Trấn Thành và có cắt một phần, nhưng mà không có ý định là cắt ghép gì hết các bạn ạ. Chỉ cắt ghép để cái phần cần nói thôi, cần nhấn mạnh đấy thôi, để cho nó đỡ cho đỡ tốn thời gian. Và mời các bạn xem. Thời gian gần đây, cụ thể là hôm qua mới bắt đầu từ hôm qua, thì em thấy nó có một cái sự cố rất là lớn và đã vô tình nó ập vào đời em. Cho bây giờ em phải lên livestream em chia sẻ cái điều này. Thì thưa quý vị, là cái ngày mà hôm em ra ngoài Hà Nội, em đi cine tour ở Hà Nội thì cũng cách đây vài ngày, thì quý vị biết là Trấn Thành đã không bao giờ nhận phỏng vấn riêng từ tất cả các báo luôn, tại vì em bị nhiều cái vấn đề về người ta lấy cái câu chữ của em, người ta giật tiếp đó, người ta xuyên tạc ra một ý khác rất là nhiều lần rồi. Em sợ em không bao giờ dám nhận phỏng vấn nữa. Là hầu như một năm qua, quý vị để ý là em rất ít, nó chỉ có vài lần là những người thân hay là những người nào mà mình còn tin tưởng được thì mình mới nhận một hai bài phỏng vấn thôi, chứ hầu như là nguyên một năm qua em chẳng phát biểu một cái gì cả. Tất cả những gì quý vị đọc được đều là họ lấy trên những cái câu nói của Trấn Thành làm trên game show truyền hình. Thì hôm em ra ngoài Hà Nội em họp báo, em làm cine tour, thì tất cả các đơn vị truyền thông, báo đài họ có liên hệ, thì Trấn Thành cũng nói là nhân cái cơ hội này mình đang làm phim, mình dĩ nhiên mình rất là cần truyền thông và báo chí, cho nên thôi mình sẽ phá lệ, mình sẽ ngồi phỏng vấn với mọi người. Và mình cũng nghĩ rằng là hiện nay mình đang làm một điều tốt, mình đang làm cho điện ảnh nó sôi nổi trở lại, cái thị trường điện ảnh nó sôi nổi trở lại, cho nên mình nhận lời phỏng vấn. Ngày hôm đó em ngồi á, quý vị biết, nguyên một buổi sáng em phỏng vấn gần chục báo luôn, cứ hết tòa soạn này rồi ngồi phỏng vấn vài câu, ghi hình, xong có một thời gian xong cái tòa soạn khác, liên tục gần 10 báo, mười mấy báo luôn, hình như vậy, nói nguyên một buổi sáng tới trưa luôn. Mà thì em nhớ là trong một cái bài phỏng vấn của báo Ngôi Sao nha quý vị, em có chia sẻ một cái đoạn rất là trải lòng với một cái chị nhà báo, và chị ngồi phỏng vấn em live trực tiếp trên Ngôi Sao. Thì nhớ phải báo Ngôi Sao, nói chung báo Ngôi Sao có một bài để đăng rõ ràng như vậy, và có một cái bài mà em ngồi em nói chuyện trực tiếp với một cái chị phóng viên của người Bắc và live luôn á. Em không nhớ tên của cái tòa soạn báo đó là chính xác là gì, nhưng mà có một bài báo Ngôi Sao họ có đăng lại chính xác cái lời văn của em. Hôm qua em thấy có một cái bài báo được xuyên tạc 100%, gọi là xuyên tạc, đúng nghĩa chữ xuyên tạc cái lời văn của em, để tạo ra cho mọi người thấy hiểu sai cái câu nói của Trấn Thành đi, và tự nhiên câu nói của Trấn Thành thành một câu nói rất là mang tính đả kích người khác. Đó là cái câu nói: phim Bố Già càng thành công chứng tỏ người Việt càng có vấn đề về tâm lý, Trấn Thành. Thưa quý vị, em có nói cái câu đó một cái cách mà ngắn gọn, em có nói vậy. Nếu mà nói như vậy giống như kiểu là mình đang nói người Việt mình có vấn đề, em không có nói như vậy. Đây là bài của kênh 14 đăng, và em đọc em rất giận, em buồn nguyên một đêm,
Em hỏi họ đang làm cái gì với em vậy? Em ngồi em phỏng vấn, cái câu chính xác của em là tôi làm phim tôi cảm thấy trong cái vui đó nó có cái tủi thân, có cái buồn của tôi. Tại vì khi cái bộ phim tôi càng được đón nhận, càng nhiều người đến xem và họ khóc nhiều, có nghĩa là cái người Việt mình đang có vấn đề về cái tâm lý để cần được giải tỏa. Họ không có nói chuyện được với bố mẹ của mình. Họ đều có vấn đề về giao tiếp giữa hai thế hệ. Cả bố mẹ cũng vậy, cả con cái cũng vậy. Cho nên khi họ vào họ xem một cái phim của mình á, họ thấy giống gia đình họ quá đi. Cho nên họ đồng cảm, họ rơi nước mắt. Và mình thấy mình buồn cho dân mình, là tại vì dân mình cái cuộc sống họ cơ cực quá. Cho nên á, cái thời bố mẹ mình á, cuộc sống ai cũng khó khăn, ai cũng bị stress hết trơn á. Cho nên họ không biết cách nói chuyện với mình. Rồi mình cứ lớn dần, rồi mình cũng bị một cái khoảng cách vô hình với họ. Cho nên hai bên ai cũng có vấn đề về tâm lý cần được giải tỏa hết á. Một cái câu nói tôi rất là chân thành và nó tình cảm như vậy. Các bạn đi bóp méo lại, các bạn cắt đúng cái câu đầu là bố già càng thành công thì người Việt càng có vấn đề về tâm lý. Tại sao các bạn nói cái chữ tâm lý của tôi đây là một cái tâm lý cần được giải tỏa? Các bạn viết cái kiểu mà có vấn đề về tâm lý y như cái kiểu là tôi đang nói người Việt Nam có vấn đề về thần kinh. Tôi không nói như vậy. Và cái bài báo đó được ngôi sao người ta in rõ ràng ra, rất là rõ ràng, nguyên một câu đầy đủ của Trấn Thành ra. Và cũng có một cái đoàn phỏng vấn live của cái chị nhà báo đó, Thành để lên. Quý vị có thể lên xem lại cái live đó, Thành có thể, lát nữa Thành sẽ share lại cái link đó trên trên trang page của Thành cho quý vị xem đầy đủ những gì Trấn Thành phát biểu. Tôi đang chia sẻ một cách rất là ngây thơ và chân thành từ cái đáy tim tôi. Tại vì tôi thấy rằng là tôi đang làm một cái phim để như một cái người bạn đồng hành cùng với người Việt. Người ta xem, người ta thấy được cái ký ức tuổi thơ của người ta trong đó. Người ta xem, người ta thấy được, à, sau khi người ta coi một bộ phim, người ta nó kích thích người ta, là người ta muốn nói một cái lời xin lỗi hay là một cái lời cảm ơn, tạ ơn với cha mẹ người ta nhiều hơn. Rồi khi cha mẹ xem xong, cha mẹ cũng cảm thấy là ờ hiểu con mình hơn. Thật ra con mình không có giống như mình nghĩ ha. Nó có những cái bốc đồng của tuổi trẻ, nhưng thực sự ra nó cũng có cái trưởng thành riêng của nó và nó có thương mình. Tôi muốn làm điều đó cho người Việt. Và để họ thấy là họ đi xem phim họ cảm thấy có một cái gì đó họ họ gần gũi và nó close, hai cái thế hệ nó close, nó gắn liền lại với nhau. Tôi muốn làm cái điều đó và tôi nói một cách rất là chân thành. Đã lâu rồi tôi không phát biểu. Cái ngày hôm đó tôi nghĩ đây là cái ngày vui của tôi, cho nên tôi sẽ trải lòng, tôi nói thật lòng. Khi tôi nói thật lòng xong, các bạn làm như vậy, các bạn nghĩ, các bạn coi các bạn có tệ với tôi quá hay không. Sau cái buổi phỏng vấn, tôi nhớ ngày hôm đó, ngoài cái buổi phỏng vấn của tôi với một cái chị nhà báo của người Bắc để mắt kính gầy gầy, thì có phóng viên của kênh 14 luôn. Tôi mới nói rằng là bạn ơi, những lần trước Trấn Thành toàn bị xuyên tạc câu nói thôi. Tôi nói một cái gì đó rất bình thường và người ta toàn là cứ cắt ghép lấy cái câu này đoạn, câu kia đoạn nối lại với nhau, tự nhiên cái câu tôi nó thành câu phản cảm. Và ai nói không sao đâu, tự nhiên tôi nói cái có vấn đề liền, tạo kiếm chuyện cho người ta có cớ để người ta tán vô mặt mình không. Cho nên á, tôi nói là kênh 14 là mấy em ơi, anh rất là sợ. Nói thiệt anh sợ phỏng vấn lắm. Tại vì nói kiểu gì, chân thành kiểu gì, một hồi cái câu nói cũng bị bẻ lái à. Cho nên á, không nói được không. Thì các bạn kia nói thôi anh cứ nói bình thường đi, anh cứ chia sẻ đi, tụi em sẽ viết cái bài tốt cho anh. Tôi còn nhớ là sau khi tôi phỏng vấn xong cái kênh 14, tôi nói là tôi ngồi tôi năn nỉ á. Tôi ngồi tôi năn nỉ. Tôi nói em ơi, làm ơn thương anh nha, viết đúng nha, không có giật tít nữa nha. Coi như là nói sao thì viết như vậy nha. Cho anh một lần bình an trong đời để anh làm nghề được không. Tôi có nói, tôi có năn nỉ cái bạn phóng viên đó như vậy. Tôi không nghĩ rằng là tôi vừa nói xong cái điều đó, vài ngày sau là tôi bị cái sự cố này. Bây giờ kênh 14 lên riêng một cái câu nói là Trấn Thành 2 chấm, phim bố già càng thành công thì người Việt càng có vấn đề về tâm lý. Bạn nghĩ sao về câu nói này của Trấn Thành? Có phải là ác ý muốn cho người ta hiểu là Trấn Thành đang nói là người Việt có vấn đề về thần kinh không? Đây là một cái cách xuyên tạc sự thật rất là khủng khiếp, mà nó gây ảnh hưởng khủng khiếp đến đời tôi. Hôm qua giờ tôi stress, tôi không ngủ được. Mấy chục cái tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp, báo chí, người ta nhắn tại sao Trấn Thành lại dại dột, đang được mọi người thương mà lại đi nói cái câu này vậy Thành? Người ta đâu có rảnh ai mà cũng bấm vô cái bài báo đó để coi cái nội dung trong đó đâu. Mà người ta ngày xưa đó, khi mà giật tít á, người ta còn để luôn cái link gốc, ít ra người ta bấm vô coi người ta còn biết sự kiện việc đó là gì. Hồi hôm qua tôi thấy là trên trang, mà trên page của kênh14.vn là chỉ khác thôi, đúng tấm hình của tôi đề đúng cái câu đó là Trấn Thành 2 chấm, bố già càng thành công thì người Việt càng có vấn đề. Bạn nghĩ sao về câu nói này? Không đưa cái link gốc luôn, mà trong khi cái bài đó tôi trả lời là trả lời cho ngôi sao.
Các bạn lấy một cái câu của tôi trả lời một báo khác, các bạn về các bạn bẻ đi, bóp nó đi như vậy thì tôi, trời ơi, thì tôi không biết tôi phải nói như thế nào với các bạn. Các bạn đang làm gì với tôi vậy? Tôi đã năn nỉ các bạn rồi mà. Mình nói với nhau là thôi đừng hại tôi nữa, tội nghiệp tôi, cho tôi được bình yên đi, tôi đang làm nghề, tôi đang rất là được, muốn cống hiến. Các bạn làm như vậy, tôi nói thật, bây giờ tôi ám ảnh luôn về cái vấn đề phỏng vấn. Và cho phép Trấn Thành, từ nay về sau, tôi xin thưa với quý vị khán giả luôn và thưa với tất cả anh em làm truyền thông, cho phép Trấn Thành được từ chối tất cả những lời mời phỏng vấn. Tôi không nhận lời phỏng vấn nữa đâu. Là Trấn Thành đang nói một cách rất đàng hoàng, rất đúng, rất là chân thành. Tôi nói bây giờ người Việt Nam có một cái vấn đề tâm lý cần được giải tỏa với bố mẹ, với hai thế hệ. Chúng ta đang sống rất là khổ và khó khăn. Ai gia đình nào, nhiều gia đình khó khăn quá. Cho nên chúng ta không có tìm được cái đường đi chung, không có nói được cái tiếng nói chung. Cho nên họ bây giờ họ đang bị bức xúc. Có một bộ phim đến họ được xả nó ra. Ôi, tôi nói cái điều này nó đàng hoàng, nó tử tế mà. Nó đâu phải là cái điều sai đâu. Bất cứ những gì tôi nói ra đều lúc nào cũng được bóp méo để gây tranh cãi hết. Tại vì ít nhiều gì thì hiện nay thì Trấn Thành cũng đang có sự ảnh hưởng nhất định của mình. Cho nên cái câu nói nó được quan tâm. Cho nên người ta hay tìm cách để bóp méo cái câu đó đi, để gây ra một cái luồng tranh cãi lớn, thì cái bài viết của họ được cái view nhiều. Cho nên tôi không còn cái niềm tin nào để tôi mở miệng ra tôi nói một cái gì nữa. Tôi nói thiệt, quá tệ với nhau rồi. Không thể nào tưởng tượng được là cái điều này nó lại xảy ra với mình một lần nữa. Nói thiệt, không tưởng tượng được. Mà trong khi mình rất thành khẩn, mình van xin tất cả các anh chị em phóng viên là lần này Thành phỏng vấn ráng thương Thành nha, cho Thành được sống bình yên để tôi làm nghề đi. Tôi chỉ muốn làm nghề vui vẻ với mọi người thôi. Không muốn làm gì, tôi không muốn dạy đời ai. Tôi không muốn trịch thượng với ai cả. Tôi cũng không tài giỏi gì đâu. Tôi là một con tép giữa sa mạc, giữa cái đại dương thôi. Tôi là con tép thôi. Để tôi sống đi. Tôi không giỏi gì hết trơn á, tôi tệ hại lắm, tôi đầy khuyết điểm. Đừng ai nói cái gì mà tôi hay ho nữa rồi để người ta cứ chửi tôi tội nghiệp tôi quá, tôi chỉ muốn sống bình thường thôi. Làm cái gì cũng không vừa lòng hết á. Tôi chỉ muốn sống và cống hiến cho cuộc sống này những điều gì đó tôi cho là tốt đẹp. Để tôi cùng mọi người, tôi cùng nhau chia sẻ cái niềm vui đó. Tại vì tôi thấy bản thân tôi là người may mắn và hạnh phúc. Tôi muốn cho đi cái hạnh phúc đó. Và đừng hại tôi nữa. Tôi van các bạn cho tôi được sống bình yên đi. Như vậy là đủ rồi. Nó quá kỳ cục với nhau rồi. Sống một cái gì đó cho nhau đi. Cuộc đời này nó không biết ai sẽ sống như thế nào cái quãng đời còn lại của mình. Cho nên chúng ta sống tốt được ngày nào hãy sống ngày đó. Chúng ta đừng làm những cái chuyện mà mang đến những cái điều mà không tốt đẹp cho những người xung quanh. Tôi nói thật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái lời bộc bạch rất là chân thành của MC nghệ sĩ Trấn Thành. Bây giờ chúng ta sẽ xem sao, chúng ta làm cái gì với chuyện này. Mạng xã hội và cả truyền thông cộng sản nữa, cả cái giới gọi là showbiz âm mỹ lên vì vụ MC Trấn Thành phát biểu phỏng vấn những ngày vừa qua đấy. Có người thì bênh ông đấy, còn có người thì chống lại. Còn chúng ta thì sao các bạn? Chúng ta là người đứng ở bên lẽ thật, yêu tất cả mọi người, và chúng ta cần phải xem xét mọi việc một cách thấu đáo. Chúng ta xem từ các khía cạnh nhé. Thứ nhất, chúng ta xem truyền thông cộng sản thì sao. Hiện tại ở Việt Nam có đến khoảng 800 các đài truyền thông, báo chí dưới sự kiểm soát gần như tuyệt đối của băng đảng cướp phản động cộng sản Việt Nam. Tức là họ bị các cơ quan tuyên giáo trong cái trại súc vật cộng sản định hướng để mà sao nói cái gì đấy có lợi cho bè lũ lợi ích mafia phản động đã cầm quyền. Với mục đích của chúng từ trước nay không thay đổi, đó là lừa dối để dân Việt Nam chúng ta càng ngu, càng lười, càng sợ thì chúng mới dễ bề kiểm soát, thao túng và bóc lột được. Đài báo
các phương tiện truyền thông, chúng ta hiểu rồi, nó chỉ là công cụ trong tay của cái băng đảng cướp phản động cộng sản Việt Nam mà thôi. MC Trấn Thành này cũng nói đấy, anh đã nói sao là Trấn Thành cũng như toàn bị xuyên tạc, hết câu nói lại câu nói kia thôi. Bạn thấy chưa, đây tình trạng chung của người dân Việt Nam nhé, con nói kiểu gì cũng bị cộng sản Việt Nam nó bẻ lái, định hướng theo ý đồ của chúng để chúng đánh lạc hướng dư luận. Bởi vì chúng ở trong cái phương cách gọi là mị dân của băng đảng cướp phản động cộng sản Việt Nam này, có nghĩa là sao, thay vì hướng về các vấn đề nổi cộng cần phải giải quyết trong các dân tộc, trong quốc gia của chúng ta, thì chúng hướng về những cái giá trị khác rẻ tiền hơn, rẻ mạt hơn ấy, để cho dân quên đi nỗi đau. Có bao nhiêu việc cần phải làm, thí dụ là cần giải tán băng đảng cướp phản động cộng sản Việt Nam, cần giải tán cái quốc hội bù nhìn đấy, mặc dù là sắp tới là bầu cử quốc hội sắp tới, rồi thả tất cả các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị ra, chấm dứt tất cả hành động khủng bố người yêu nước đi, và minh bạch tất cả mọi chuyện. Và cái chuyện quan trọng nhất là phải trả lại chính quyền bị cướp cho nhân dân từ năm 1945, cái cuộc phản cách mạng Việt Nam đó đi. Đấy là về truyền thông cộng sản Việt Nam. Thế còn về cái giới văn nghệ sĩ Việt Nam thì sao? Họ đại diện như thể là cho các tầng lớp của elite thượng lưu đi trong xã hội Việt Nam. Nhưng một cái thực sự thật mà chúng ta cần phải nói, chúng ta phê bình thẳng thắn, chúng ta yêu thương họ, chúng ta không có phán xét họ đâu các bạn ạ. Chúng ta nhìn thấy là đa số giới văn nghệ sĩ Việt Nam cũng như các tầng lớp mà cho mình là elite, là thượng lưu đấy, thì sao ạ? Nhu nhược bưng bô để kiếm tiền, xây dựng cái hình ảnh của mình, nuôi cái bụng mình, giữ cái nồi cơm của mình cho chắc để được tồn tại dưới cách đô hộ của băng đảng cướp phản động cộng sản Việt Nam này. Giới văn nghệ sĩ cũng như ở các tầng lớp khác trí thức ấy, ở Miến Điện thì chúng ta xem đài báo đấy, chúng ta nhìn thấy chưa, họ biết đứng lên, họ bất chấp cả cái hình ảnh của họ bị hoen ố thế nào, nhưng họ dám nói lẽ thật, họ có cái tính cách đấy, cái điều chúng ta đang đề cập đến ngày hôm nay các bạn ạ. Họ không có ươn hèn như ở Việt Nam. Cái giới văn nghệ sĩ đó, từ hoa hậu, từ nghệ sĩ, tất cả họ đều đứng lên, họ đều làm, họ đều nói tiếng nói ra, bất chấp họ bị bắn, bị giết, bị thế nào chăng nữa. Đấy, chúng ta nhìn thấy cùng một Đông Nam Á cạnh chúng ta thôi, nhưng mà hai cái thái cực khác nhau rồi các bạn ạ. Một thái cực là yêu nước và dũng cảm, một thái cực thì là căm thù đất nước mình, mặc dù vẫn nói dối và hèn nhát nhu nhược. Còn bây giờ chúng ta nói về cá nhân của MC Trấn Thành. MC Trấn Thành là một con người thì tôi không hiểu lắm đâu, tôi cũng không ít xem các chương trình của anh lắm, nhưng dù sao nữa là một con người tuyệt vời vì là kiệt tác của Chúa. Trong cái livestream mà MC Trấn Thành có nói đấy thì rất là chân thành, mặc dù bản thân anh ấy vẫn chưa nhận thức được cái điều anh ta nói đâu. Chúng ta phải hiểu thế, bởi vì là nhiều người Việt Nam có vấn đề đấy các bạn ạ. Xã hội Việt Nam đấy, dân mình thực sự đã có vấn đề. Mặc dù anh nói là anh ấy chối, anh nói vì anh muốn giữ cái hình ảnh của mình, sợ bị người ta là không còn người hâm mộ nữa, nên bảo đâu tôi có nói đâu. Nhưng thực sự ấy, nếu là để cho tỉnh táo thực sự là có nói thật đấy các bạn ạ. Thực sự đấy, có nói gần nói xa, chẳng qua nói thật thôi. Đúng các bạn. Dù anh ta chưa nhận thức được đâu, đằng sau Việt Nam dân mình có vấn đề, người Việt mình quá cơ cực, anh ta tự nói như vậy mà. Các thế hệ đều có vấn đề về tâm lý cần giải tỏa, họ bị bức xúc, họ không thể giao tiếp với nhau được. Vì sao? Đơn giản thôi, quả thật là người Việt Nam chúng ta có vấn đề về thần kinh thật sự đấy các bạn ạ. Họ chỉ giấu thôi, người Việt Nam hay giấu, rất là tài giỏi giấu dốt của mình đi các bạn ạ, muốn giấu dốt đi. Vì sao? Họ bị quỷ cộng sản nó cướp hết 24 các giá trị làm người. Các bạn có thể theo dõi các loạt bài mang tên là quỷ cộng sản đã cướp tỷ của chúng ta, các bạn theo dõi trên cái trang fanpage của tôi là Pastor Tiến Sinh Mạnh Cường, cũng như là ở trên YouTube cũng có. Thì 24 cái giá trị làm người đấy các bạn ạ, trong đó có một cái giá trị đó là những đứa con bị cướp đoạt các bạn ạ. Tức là cộng sản nó cướp đi các con cái của chúng ta. Vì sao ạ? Ở trong xã hội cộng sản đấy, không được giáo, không dạy dỗ về phải yêu kính cha mẹ thầy cô, mà chỉ yêu duy nhất là bố già của băng đảng cướp phản động cộng sản và cái băng đảng cướp khốn nạn đầy tiện đấy thôi. Trong trường học đấy, các bạn biết tôi là giáo, tôi là đoàn viên thanh niên cộng sản Việt Nam đây, trẻ nhất Việt Nam, 52 tuổi rưỡi này. Tôi là cháu ngoan bố già Hồ đây này. Tôi là thủ khoa của trường chuyên Trần Phú Hải Phòng năm 89 này, dưới khóa đầu tiên của trường chuyên Trần Phú Hải Phòng đây, các bạn có thể tìm hết. Bản thân tôi bị nhồi sọ thế nào, tôi đã từng học cái đạo đức thấm nhuần, đạo đức tư tưởng cộng sản nào, tôi họ không giảng gì về tình yêu gia đình gì cả.
mà kiểu trước đây yêu thì yêu cộng sản, yêu cái lý tưởng đấy, yêu bố già đấy thôi, vậy thôi. Chính thế mà tại sao mà trong đó con người thì họ hướng về Đức Chúa Trời, con người họ hướng về gia đình của mình, mà cái đấy bị ướt tắc đi thì họ bị bức xúc, nên nhiều thế hệ không biết giao tiếp với nhau. Quả đây quả thật là cái sự thật hiện có các bạn ạ. Người Việt Nam thực sự có vấn đề thần kinh các bạn ạ. Mặc dù là cá nhân MC Trấn Thành này nói ra là anh ta có nói thế đâu, nhưng thực sự là anh ta quả thật đang nói điều đó các bạn ạ. Chỉ điều là anh ta không nhận thức được thôi. Còn xã hội Việt Nam chúng ta thực sự thần kinh. Các bạn thì xem, các quan chức cộng sản ấy từ trên xuống dưới thật bị thần kinh hết. Điển hình, cứ quan chức nào mà ngã ngựa phát là phải chạy đi ngay tìm cái giấy là bị thần kinh, có tiền sử thần kinh, đủ các thứ luôn. Đấy, họ thần kinh thật sự mà các bạn ạ. Đấy, điều có thật, tại sao thần kinh? Đây không phải xỉ vả họ đâu các bạn ạ. Thật sự như vậy, bởi vì họ bị quỷ cộng sản nó ám các bạn ạ. Các bạn đã từng biết những cái người bị ngáo đá chưa? Đấy, họ ngáo đá tương tự như vậy thôi. Thì quỷ cộng sản nó ngáo, nó áo, nó ám vào người đấy. Thì người ta cũng trở nên là bị ngây ngô, người ta chả hiểu cái gì cả. Người ta nói cái điều họ không hiểu. Nhưng dù sao nó, bạn để ý đến cái câu nói rất là thiết tha của Trấn Thành, rằng cậu ấy không còn niềm tin để mở miệng nói nữa. Cậu thấy sao Việt Nam là quá tệ bại với nhau, muốn sống yên không được, sống bình thường không được. Cậu tự nhận cậu là tiếng kêu con tép trong đại dương, trong cái đồng bằng của xã hội Việt Nam đấy. Các bạn thấy chưa, nếu như MC Trấn Thành ấy còn kêu như vậy, một cái người mà cậu hiểu rằng cậu là người thành đạt, cậu người thành công, cậu người hạnh phúc, cậu người là ok rồi, mọi người làm được, nhưng mà cậu vẫn kiếm được tiền trong cái thời đại dịch virus Trung Cộng này. Đấy, nếu mà cậu còn kêu như vậy đấy, thì ôi bạn ơi, hàng triệu người dân Việt Nam chúng ta bị thấp cổ bé họng, họ sẽ kêu ra sao? Đây tình trạng thật của dân tộc Việt Nam, quốc gia Việt Nam chúng ta. Mà tôi về tóm gọn cho một câu nhỏ thôi, là dưới ách nô lệ của băng đảng cướp phản động cộng sản Việt Nam đấy, thì ở Việt Nam cái gì cũng cao giá cả các bạn ạ. Chỉ có cái điều duy nhất mà thấp giá nhất, mà thậm chí mất giá, đó là lương tâm, đạo đức và mạng người các bạn ạ. Ở cái trại súc vật cộng sản ấy, chúng muốn bóp chết ai thì bóp, chúng muốn nuôi ai có lợi cho chúng thì lợi các bạn ạ. Vẫn đồng tâm cũng là một cái chuyện, một cái thí dụ rất điển hình thôi. Khi những người nào không còn lợi cho chúng nữa thì sao ạ, chúng giết luôn, kể cả là đồng chí đồng bào giết hết các bạn ạ, tru đi tan tộc luôn, bất chấp tất cả luật pháp, hiến pháp, bất chấp tất cả luật trời cũng như luật đất. Thì sao, sự thánh lộ Đức Trời sẽ đến trên băng đảng cướp phản động cộng sản Việt Nam để cứu những cái con người cộng sản bị ngáo đá đấy đi. Và tiếp nữa, nếu các bạn theo dõi các bài giảng của tôi, thì trong sự phát triển một con người toàn diện, năm ngón tay đây các bạn này, phát triển năm hướng: tâm linh, tính cách, chuyên môn, quản lý và lãnh đạo. Thì MC Trấn Thành, tôi thừa nhận là giỏi trong lĩnh vực chuyên môn, là làm truyền thông, là đạo diễn, là nghệ sĩ, là người dẫn dắt chương trình ABC gì đấy, nói chung là giỏi về chuyên môn. Nhưng tính cách để nói ra thì anh ta chưa có mạnh mẽ, vì anh ta đã để hình ảnh của anh làm cao hơn tính cách. Bạn để ý không, anh ta cố giữ cái hình ảnh là người được hâm mộ, là người yêu mến trong lòng của người dân Việt Nam, trong công chúng đấy. Và anh ta chỉ có việc nhỏ thôi mà đã cảm thấy chán chường, thất vọng rồi, không muốn gì nữa rồi, không muốn phỏng trả lời phỏng vấn nữa, không muốn đấy. Bạn thấy chưa, đây là cái bệnh của cả dân tộc Việt Nam chúng ta đấy các bạn ơi. Mà cái chương trình tương lai của Việt Nam nó giải pháp rất hoàn thiện từ A đến Z cho chúng ta. Nó không chỉ là cầu nguyện kiêng ăn tơ lơ mơ đâu, mà nó là câu trả lời Chúa Trời cho chúng ta trong cái thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Nhưng chúng ta qua chuyện này rút ra bài học gì? Và đây cũng là cái câu trả lời tôi xin phép các bạn là được đặt phía trên. Đáng là câu trả lời về cái chuyện nguồn cội nguồn của cái chuyện về MC Trấn Thành này. Những cái chuyện gì các bạn biết tôi không nói nữa, tôi chỉ nói cái điều mà nó mang tính chất tổng thể, nó mang tính chất triết lý, mang tính chất về tư tưởng, nhìn cái tảng đá ngầm trong đó thôi. Thì chúng ta không thời gian để nói nhiều. Bài học, chúng ta rút ra nhất bài học này. Thí dụ bài học là bạn, người Việt Nam ơi, không thể sống tốt, không thể sống bình yên dưới chế độ mafia phản động cộng sản được. Dù bạn có mong muốn bao nhiêu chăng nữa, bạn cũng không thể sống tốt được, vì chúng không cho bạn sống như vậy. Cái cơ chế cộng sản ấy, nó không cho phép con người được sống theo lương tâm của mình. Vì trong cái chế độ cộng sản ấy, lương tâm, đạo đức, mạng người là thứ rẻ mạt nhất. Tôi đã nói các bạn rồi, tôi đúc kết với các bạn rồi, với tư cách của người đã từng là đoàn viên cộng sản Việt Nam trẻ nhất đây các bạn ạ, một từng đã nhồi sọ của tư tưởng cộng sản đây, tôi nói thực như vậy các bạn ạ, như với tư cách của người hầu việc Chúa Trời đây, tôi nói như vậy đấy.
Nên vì thế bạn không thể sống được tốt và bình yên dù bạn có mong muốn thế nào chăng nữa, bạn muốn làm thế nào chăng nữa, nhưng dưới cái chế độ cộng sản phản động đấy, cái môi trường độc hại, cái môi trường tàn độc đó thì bạn không thể sống tốt được. Bạn đừng có tưởng mi không động đến ta, ta không động đến mi, đừng có chuyện đấy, không có chuyện đó đâu. Nên vì thế bạn phải ra cái bài học tiếp theo là bạn cần phải phản kháng bằng cách nào đó mà lương tâm bạn mách bảo. Bạn cần cất tiếng nói của mình lên để hòa cùng với tiếng nói của những người yêu nước Việt Nam trên toàn thế giới, cũng như ở trên đất nước Việt Nam chúng ta, để bảo vệ cái quyền sống, quyền làm việc, quyền nói quan trọng nhất là quyền làm người của người dân Việt Nam, để giải thoát dân tộc Việt Nam chúng ta khỏi cái siêu đại dịch cộng sản này, mà ở ngay cái đất nước là Liên bang Xô Viết cũ này, là thành trì cộng sản đây này, họ đã phải thừa nhận rằng cộng sản là một siêu đại dịch mà cần phải xử lý, và họ quẳng hết cái tư tưởng cộng sản đấy và xọt rác rồi. Thậm chí nước Ukraine đây các bạn ơi, nơi tôi đang ngồi đây này, họ còn liệt cái chuyện tuyên truyền tư tưởng cộng sản đấy và tội hình sự. Ai mà tuyên truyền tư tưởng cộng sản thì thôi là bắt xử tội luôn các bạn ạ, tù và tịch biên tài sản, các bạn thấy chưa? Như tội lớn nhất đấy các bạn ạ, tội lớn nhất đấy. Họ thay đổi hết tất cả các tên đường phố, là cứ dính cộng sản, thay đổi hết tất cả cái tên kỷ niệm gì đấy, cái huy hiệu, huy chương, cái gì cứ dính cộng sản là vứt hết sạch luôn. Bởi họ hiểu họ là nạn nhân cộng sản, họ biết cái siêu đại dịch cộng sản. Ngày nay thế giới đang chiến đấu, đang sợ hoảng hốt với cái siêu đại dịch virus Trung Cộng, coronavirus, COVID-19 gì đấy, virus Trung Cộng đấy. Nhưng cái siêu đại dịch còn nguy hiểm hơn, nó siêu đại dịch cộng sản các bạn ạ. Mà chỉ riêng ở Liên bang Xô Viết cũ thôi, nó giết 156 triệu người theo thống kê của các giáo sư, tiến sĩ hiện đại nhất, thông tin mới nhất, mà trong đó có đến hơn 50 triệu người là tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, theo con số thống kê của Bộ Nội vụ Nga. Sau khi mà cộng sản sụp đổ hoàn toàn thì những thông tin đó mới được minh bạch ra. Đọc tiếp theo là bạn làm gì để bạn muốn sống tốt bình yên, để bạn cất tiếng nói của mình, thì bạn phải phát triển cái tính cách của bạn. Vậy thôi, và đây chương trình dành cho bạn đây. Bạn phải giống như trời, tôi phát triển tâm linh của mình. Như tôi nói các bạn đấy, bạn thì chuyên môn rất giỏi, nhưng bạn chỉ là con tốt trong bàn cờ, bạn con tép trong đại dương, như là bạn Trấn Thành vừa nói. Bạn phát triển tâm linh, còn bạn không, bạn chỉ con tốt trong bàn cờ thôi. Có kẻ nó đi nó phá, nó thích thì nó quẳng, nó đặt cho bàn cờ khác. Thế bạn phải phát triển tâm linh theo đời sống với Chúa ra sao, phát triển tính cách của mình để giống Ngài ra sao, rồi phát triển những thứ còn lại. Thì tính cách hôm nay chúng ta nói đây là phán xét tính cách giống với Chúa Trời các bạn ạ. Nhưng thừa nhận dù sao chăng nữa thì đây là trách nhiệm của chúng tôi các bạn ạ. Trách nhiệm của Hội Thánh Việt Nam. Vì xã hội ấy, Việt Nam hay xã hội bất kể đâu đấy, nó là cái hình chiếu của tình trạng Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà tà dâm, Hội Thánh mà Babylon, Hội Thánh thờ lại thần tượng, thờ lại công vụ, thờ lại chức vụ, tội Hội Thánh mà ươn hèn, nhu nhược, Hội Thánh mà giả dối, giả hình, dối trá, mù lòa, bất công, thì sao? Thì xã hội nó như vậy các bạn ạ. Nó là quy luật mà các bạn ơi, quy luật của Chúa Trời mà. Nên bạn đừng có vội đổ vạ ngay, đấy là bọn băng đảng cướp phản động cộng sản Việt Nam. Mặc dù ở phía ngoài nó như vậy, cái gọi thế lực, gọi là thế lực, có thể thế lực AHAP, thế lực công khai là băng đảng cướp phản động cộng sản Việt Nam, nhưng có thế lực ngầm tồi tệ nhất mà đứng sau đấy, một cách vô ý thức, thậm chí ý thức đó, đó là cái thế lực tôn giáo, mà đặc biệt quan trọng nhất là chúng tôi. Đó là những trách nhiệm của Hội Thánh Việt Nam, Hội Thánh mang tên là Tin Lành đấy. Khi mà Hội Thánh còn tà dâm, hành dâm với tiền bạc, hành dâm với công vụ, mà quên đi ý nghĩa tại sao mình dựng lên làm gì, tại sao mình được cứu, tại sao mình gọi là Hội Thánh, Hội Các Thánh của Đức Chúa Trời. Nếu Hội Thánh của Chúa còn ươn hèn, còn nhu nhược, còn quỳ gối dưới bạo quyền cộng sản, còn liếm chân liếm mông cho chúng, để mà đổi lại những cái chức sắc nào đó, đổi lại những cái lợi lộc nào đó, bổng lộc nào đó, khi Hội Thánh còn giả hình, còn dối trá, còn đóng, còn đeo mặt nạ lên để đóng kịch với nhau, để tự du ngủ và thủ dâm thuộc linh với nhau. Tôi phải nói từ mạnh nhé các bạn nhé, đây không phải xúc phạm các bạn đâu, hơi con cái Chúa. Đây cái điều mà lòng Chúa nói ra như vậy đấy. Nếu vậy của Chúa còn mù lòa, các bạn có thể tìm thấy tất cả từ tôi nói ra đều có hết trong Kinh Thánh các bạn ạ. Khi Chúa quở trách Hội Thánh của Ngài là bọn tà dâm, bọn dối trá, bọn giả hình, bọn mù lòa, bọn ươn hèn, bọn nhu nhược. Như vậy đấy các bạn ạ. Vì Chúa yêu ai chứ quở trách. Đấy là trách nhiệm chúng ta, thẹn chúng ta. Và vì thế tôi, khi tôi hiểu hàng 20 năm trước, tôi hiểu vấn đề này, và tôi phải tìm kiếm Ngài và tìm ra cái bản thiết kế tiền định cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Tất nhiên của tôi trước đã, để tôi biết tôi là ai, sau đó tôi nhìn thấy cái bản thiết kế tiền định cho dân tộc Việt Nam chúng ta.
bản thiết kế đấy nó cũng là cái hình, là cái chương trình tiếp theo của Chúa trong cái gọi là vương quốc ngàn năm của Đức Chúa Trời, và tiếp đó là đời đời luôn. Nó như vậy. Và chương trình tương lai Việt Nam nó như vậy các bạn ạ. Vậy thôi, xin nói ngắn gọn như vậy để chúng ta chuyển sang đề tài chính yếu nhất. Và hôm nay có thể là dài. Cảm ơn các bạn đang theo dõi nhé. Chúng ta sẽ nói về tính cách, sự tính cách. Cả loạt bài trước chúng ta đã nói nhiều về tính cách rồi các bạn ạ. Và tôi hy vọng là hôm nay livestream này sẽ kết thúc cái loạt livestream của tính cách mà rất là quan trọng. Bởi nếu không có tính cách thì bạn chẳng là cái thá gì cả các bạn ạ. Bạn như nhìn như Trấn Thành đấy, mặc dù người tài giỏi như vậy ấy, nhưng khi anh không tính cách ấy, anh chẳng là cái gì cả, chỉ là tính kêu cho đồng vắng, chỉ là tiếng con tép trong đại dương vậy thôi. Cái bọn kia nó bóp chết vào không lọ được, mà tự dưng lại trở nên một cách nhục nhã các bạn ạ. Anh ấy có vẻ như đứng lên để kêu oan, muốn giải thích mọi người, nhưng mà điều đó rất là đáng thương các bạn ạ. Bởi vì đấy là hình ảnh của giới văn nghệ sĩ trí thức hay là elite Việt Nam đấy, như con tép ở trong cái xã hội cộng sản Việt Nam, cái trại súc vật như vậy. Họ không có tiếng nói, họ làm nô lệ hoàn toàn. Bạn thấy chưa, một sự đau thương trong đó. Họ mất hết cả niềm tin, họ không gì để nói nữa. Để cuối cùng anh ta phải thốt cái câu cuối cùng ấy, là tôi chỉ mong muốn để mọi người sống với nhau cho tốt thôi. Để như vậy các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến hôm nay, đó là phẩm chất cho sự thành công. Mời các bạn có thể là xem Kinh Thánh, tôi đọc cho các bạn thôi. Trong sách Châm Ngôn đoạn 24, câu 3 trở đi. Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất lên và được vững vàng bởi sự thông sáng. Nhờ sự tri thức, các phòng vi đều được đầy đủ các thứ tài vật quý báu và đẹp đẽ. Người khôn ngoan có sức mạnh, và người tri thức ra thêm năng lực. Vì con phải nhờ mưu khôn mà đánh giặc, đâu có nhiều mưu sĩ thì đặng toàn thắng. Nhưng sự khôn ngoan lấy làm cao xa quá cho kẻ ngu dại. Đấy. Như vậy chúng ta nhìn thấy trong đoạn kinh thánh này có ba cái điều rất cần cho việc thành công của chúng ta. Vì thành công ai cũng mong muốn cả các bạn ạ. Nhưng chúng ta nhìn thấy, nhưng phải xây dựng đời sống của mình đấy. Chúng ta muốn thành công mà, đó đời sống chúng ta. Thì trong Kinh Thánh Chúa ví việc xây dựng đời sống của mình như xây dựng cửa nhà các bạn ạ. Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất lên và được vững vàng bởi sự thông sáng, và nhờ tri thức các phòng vi được đầy đủ các thứ tài vật quý báu đẹp đẽ. Đấy, bạn thấy chưa? Thì trong đời sống của bạn ấy, muốn được xây cất cái nhà lên, muốn được vững vàng cái nhà đấy, và muốn làm đầy rẫy cái nhà bên trong cũng như bên ngoài các thứ tài vật quý báu đẹp đẽ nhất đấy, thì Kinh Thánh đã chỉ chúng ta biết có ba điều. Thứ nhất là sự khôn ngoan, thứ hai là sự thông sáng, thứ ba là kỹ năng các bạn ạ. Mà Kinh Thánh tiếng Việt thì dịch bị sót nghĩa, nói là sự tri thức các bạn ạ, là kiến thức. Thực ra tri thức ấy mà không thành kỹ năng ấy thì nó chỉ là cái tri thức, gọi là nó chỉ là cái cuốn sách thôi các bạn, nó chỉ MP3, nó chỉ cuốn sách thôi. Nó người ta có cái tri thức đấy mà người ta không thực hiện được ấy, thì nó chỉ là con lừa đeo sách thôi. Như người Do Thái, người Israel ví như vậy. Như vậy có ba điều: khôn ngoan, thông sáng và kỹ năng. Khôn ngoan để làm gì vậy? Khôn ngoan để biết ai, biết mình, biết người, biết cái gì, hay là biết làm cái gì, biết ở đâu, thời gian nào, với ai. Đấy, khôn ngoan như vậy. Và khôn ngoan thì trong Kinh Thánh đã cho chúng ta biết cách để khôn ngoan. Nó kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu khôn ngoan. Tức là nếu không sự kính sợ Đức Chúa Trời thì tất cả sự khôn đấy, khôn lỏi, khôn lanh, láu cá, lươn đẹo các bạn ạ, đấy không phải khôn ngoan. Ngày hôm nay nhiều công dân cầu nguyện để cho các bậc cầm quyền cộng sản là có sự khôn ngoan. Làm sao khôn ngoan được khi họ không kính sợ Đức Chúa Trời các bạn? Vì cái lời Chúa nói rõ ràng rồi, sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan. Tức là chưa có sự kính sợ Đức Chúa Trời thì chẳng có sự khởi đầu đâu cả. Đấy sự láu cá mà trong Kinh Thánh Sách Giăng Cơ cũng đã nói sự khôn ngoan, sự khôn lỏi từ đất, từ xác thịt, từ ma quỷ các bạn ơi. Nên vì thế rất cần chúng ta sự kính sợ Đức Chúa Trời. Và có đề tài về cái dữ liệu Chúa Trời rõ tôi nói cho các bạn ở trong các loạt bài trên YouTube, bạn có thể tìm. Nói ngắn gọn lại là mấy cảm giác, mấy trạng thái thiêng liêng mà bạn sợ bị mất đi sự tương giao với đấng tạo hóa của mình, với cái nguồn gốc của mình. Đấy, bạn sợ bị mất đi quan hệ đấy với Ngài. Nói nôm na như vậy. Đây là cảm giác thiêng liêng các bạn nhé. Không phải cảm giác sợ hãi bẩn thỉu dơ giấy của loài người đâu, mà cảm thấy nó ghê tởm đâu. Đây cảm giác thiêng liêng mà sợ bị mất đi cái điều thiêng liêng cao quý là Đức Chúa Trời trong đời sống của mình, quan hệ của mình. Nói nôm na như vậy. Đấy, khi đó đấy thì bắt đầu họ mới biết là họ là ai,
những người bên cạnh là ai, họ phải cần làm cái gì, làm ở đâu, làm lúc nào, các bạn ạ. Đấy là khôn ngoan. Thứ hai là sự thông sáng. Thông sáng là rõ ra sự sáng để biết là làm cái đấy với ai, với cái gì đấy, làm như thế nào, các bạn ạ. Điều khôn ngoan là để trả lời câu hỏi là ai, cho ai, cái gì, như thế nào, ở đâu. Thì sự thông sáng đấy, nó trả lời câu hỏi là làm như thế nào. Các bạn hiểu chưa? Làm như thế nào? Tức là sự thông sáng nó cho cái sự lập trình kế hoạch từ A đến Z để cho người ta biết làm như thế nào. Thì gọi là thông sáng. Khi hiểu rõ từng cái chi tiết nhỏ trong cả cái chuỗi chương trình thực hiện, làm hết cái phần mà khôn ngoan nó bày tỏ như vậy. Vì lời Chúa có nói đấy, mọi sự toan lòng, mọi sự toan liệu thuộc lòng loài người, nhưng sự đáp lời do của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến. Tức là sự toan liệu thuộc lòng loài người có nghĩa gì? Không phải có nghĩa là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, tức là ôi mình không phải lo, cứ để Chúa lo hết, Chúa bà an bài hết. Không, đấy là sự giả dối, đấy là sự cắt nghĩa Kinh Thánh sai lầm hoàn toàn. Khi Chúa nói là sự toan liệu, mọi sự toan liệu thuộc về lòng loài người, tức là con người phải có trách nhiệm sự lập trình kế hoạch của mình. Các bạn phải trả lời với Chúa thế nào để bạn có quan hệ với Chúa, để cùng với Chúa lập trình cái kế hoạch và đặt trong lòng của mình. Mà sự toan liệu thuộc lòng loài người, đó là kỹ năng, đó là trách nhiệm của chúng ta. Không phải trách nhiệm của Chúa Trời đâu. Tiếp theo là kỹ năng, mà ở đây tiếng Việt bị dịch là tri thức đấy. Tri thức nó sẽ làm kỹ năng ấy, nó kỹ năng là gì? Kỹ năng là cái khả năng mà bạn làm cái điều gì đó một cách rất điêu luyện, một cách chuyên nghiệp, các bạn ạ. Với cái kiến thức mà bạn có được, khi cái sự khôn ngoan mà bạn biết là phải làm cái gì, sự thông sáng cho biết phải làm như thế nào, lập trình như thế nào, thì kỹ năng ấy là bạn hành động và bạn làm đến mức điêu luyện, đến nỗi trở thành thói quen của bạn luôn. Thì đấy là kỹ năng. Tri thức đấy là biết làm, biết cái gì, biết như mình nói tiếng Việt nói là biết bơi, biết nhảy, biết hát, biết múa, biết giảng, biết kể, biết hàn, biết làm rất nhiều đấy, biết đấy là kỹ năng theo sự chuyên nghiệp, các bạn ạ. Mà kiến thức mà để bạn chuyên nghiệp đấy, bạn phải cần rèn tập đến 10.000 tiếng đồng hồ liên tục trong một quãng đời, các bạn ạ, thì bạn có thể trở thành cái kỹ năng đấy được. Vì thế nhiều nhạc sĩ chẳng hạn đấy, họ phải bỏ mỗi ngày, họ bỏ ra nhiều 6 tiếng một ngày chẳng hạn đấy, thì để được 10.000 tiếng đồng hồ đấy, thì họ bỏ bao nhiêu năm rồi, bạn nhìn xem. Một ngày mà 6 tiếng đồng hồ thì một năm của họ là bao nhiêu, là 1.800 tiếng, coi như 2.000 tiếng. Họ với 5 năm 6 năm trời họ mới có thể có kỹ năng đánh đàn như nào được. Ai cũng mong bước thành công cả, ai cũng mong muốn có số phận nào đáng nể, có cái thân phận đáng nể ở đó, ít ra là với ai đó hay là với xã hội, ai cũng muốn hết, các bạn ạ. Đó ước muốn của Chúa Trời dành cho con người đấy, cho mỗi chúng ta như vậy đấy. Mà số phận là gì vậy? Số phận thì Nga rất hay, thì Nga số phận ấy nó được ghép từ cái từ là sự phán xét của Đức Chúa Trời, có thể nghĩa như vậy. Số phận là sự phán xét của Đức Chúa Trời theo kế hoạch tiền định của Chúa dành cho mỗi người đó, bạn hiểu chứ? Thí dụ như cái con chuột này, con chuột mouse của bàn phím này, của con chuột máy tính này, nó có số phận của nó, các bạn ạ. Theo kế hoạch tiền định mà cái người sản xuất này lập ra cái kế hoạch nó, và khi nó có số phận của nó, khi nó thực hiện cái chức năng của nó đúng như là kế hoạch đấy, thì nó tạo ra số phận cho nó, các bạn ạ. Và khi đấy là sự phán xét của cái người quản lý đấy, cái người mà sở hữu nó đấy, trên nó. Cái này nó thực hiện đúng chức năng không? Nếu thực hiện chức năng, nó được nâng niu, nó dùng tiếp. Nhưng nó không thực hiện đúng chức năng đấy, thì nó sẽ bị vứt vào xò rác, các bạn ạ. Khi nó hỏng, nó sai, thì cũng vậy thôi. Chúng ta cần phải biết được cái hoạch tiền định của Chúa dành cho mình cái gì, cái số phận, số mạng, sứ mệnh, kế hoạch tiền định, cái bản thiết kế tiền định của Đức Chúa dành cho chúng ta sao. Đấy là sự khôn ngoan, các bạn ạ. Khôn ngoan bạn biết bạn là ai, bạn biết cái số phận tiền định của bạn là như thế nào ở trong Chúa. Bạn cần biết điều đấy. Ai cũng có một số phận nổi tiếng, số phận tốt cả, đáng nể cả. Và để thực hiện số phận tiền định đấy, thì Ngài đặt để trong mỗi con người cái tiềm năng vô tận, để người ta có thể đạt được cái mục đích tiền định mà Chúa dành cho họ, cũng như là để thực hiện các chức năng mà Chúa đã cài sẵn và con người đã cài sẵn trong con chuột này. Thì trong con chuột này nó có tất cả các tiềm năng, đúng không ạ? Các chương trình cũng như các phần cứng ABC từ phần mềm liên kết với nhau thế nào đó, để mà nó có thể thi triển được cái điều mà cái người sản xuất này làm ra mong muốn từ nó. Cũng vậy thôi, Đức Chúa Trời Ngài đặt để cho mỗi chúng ta cái nguồn tiềm năng vô tận, để chúng ta đạt được cái mục đích tiền định mà Chúa dành cho mình, các bạn ạ. Tất cả những tài năng, những ơn phước, những ân tứ, những quan hệ, những khả năng ABC gì đấy,
Nhưng các bạn ơi, chỉ có tính cách tốt mới có thể phát huy hiệu quả được những cái tiềm năng đó thôi. Vì thế cực kỳ quan trọng là tính cách. Tính cách đấy là cái điều mà chúng ta sẽ phải, nó mang chúng ta đi đến cõi đời đời các bạn ạ. Nó sẽ đi chúng ta cả đời, suốt đời luôn, không phải cả đời mà suốt đời luôn các bạn ạ. Hoặc là xuống địa ngục nếu người đấy phản Chúa, hoặc là lên thiên đàng nếu mà sống theo lời của Đức Chúa Trời. Thế thôi, tính cách đấy nó ở chúng ta suốt đời. Chúng ta, bạn để ý cái cả bức tranh mà tôi đưa cho bạn ấy, có một người ngồi gõ đục đục đẽo đẽo đấy để tạo ra cái tính cách cho mình. Bạn thấy không? Để tạo ra tính cách cho mình là chính mình phải xây dựng tính cách của mình. Đừng có tưởng là Đức Chúa Trời xây dựng tính cách cho mình, Chúa giúp chúng ta thôi, còn chúng ta phải tự là người xây dựng tính cách cho mình. Không ai làm được, cha mẹ không làm được. Cha mẹ làm cái tính cách đấy thì tính cách đấy, tính cách sẽ là các bạn sẽ bị hoang dại hết các bạn ạ. Và các bạn phải từ Đức Chúa Trời mà ra. Về cha mẹ, bản thân chúng ta, tính cách của họ cũng không hoàn thiện. Chúng ta đã được dạy rất nhiều bài trước đến nay về tính cách rồi. Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là bài bao nhiêu về tính cách rồi? Hôm nay về tính cách là bài số 18. Các bạn, bài số 18. Hôm nay bài số 18 về tính cách các bạn ạ. Tức là 17 bài trước tôi nói về tính cách rất nhiều rồi. Để bạn, các bạn xem đấy. Và tôi và các bạn đấy, các bạn cần phải xem cái tính cách của mình các bạn ạ. Thì bạn có thành công được. Cái tính cách nó là cái chìa khóa cực kỳ quan trọng để mà giúp các bạn có thể là phát huy được các tiềm năng ở bên trong mình, cũng như các quan ân tứ của mình được. Và đây, cái livestream này tôi hy vọng là cuối cùng trong cái đề tài xây dựng tính cách này, để mà đoạt được cơ nghiệp chúng ta. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ các bạn một số cái phẩm chất then chốt của tính cách cho sự thành công trong mọi lĩnh vực nào bạn muốn. Ba cái điều mà tôi vừa nói là ba điều then chốt nhé, ba điều cơ bản nhé: khôn ngoan, thông sáng và kỹ năng. Bạn thấy chưa? Kỹ năng đây không phải kỹ năng mềm như chúng ta đang tưởng đâu, mà kỹ năng là áp dụng tất cả cái tri thức khôn ngoan thông sáng mà chúng ta có được đấy vào thực tế của đời sống mình. Chứ không phải là kỹ năng bốc phét, kỹ năng bán hàng, kỹ năng dụ dỗ người khác đâu, không phải như thế. Đấy cũng là kỹ năng, nhưng kỹ năng đấy nó theo cái giá trị mà không phải là khôn ngoan thông sáng, các bạn hiểu chứ? Là kỹ năng này nó cao cấp hơn, nó thuộc là về đẳng cấp nó cao hơn. Và mấy cái điều này, mấy điều bây giờ, 5 điều đi, lại ngón tay 5 điều, ngón tay 5 ngón để cho dễ nhớ. Thứ nhất, bạn phải để ý đến chí hướng của mình hay lý tưởng của mình đấy. Có một câu nói thế này: cả thế gian phải nhường đường cho người biết mình đi đâu. Cái chí hướng đấy, sống có lý tưởng đấy, là cái ý thức tích cực hướng đến cái kết quả nhất định nào đó. Biết chắc là mình muốn điều gì, muốn đi đâu, muốn đến cái mục tiêu đích nào, muốn đến cái điểm nào, chiến đấu vì cái điều gì. Cái chí hướng nó là cái khả năng mà giữ được cái tiêu điểm dẫn đến cái mục đích mà chúng ta đã đặt ra, bất chấp tất cả mọi thử thách, bất chấp mọi cản trở, bất chấp khó khăn, mà vẫn không mất cảm hứng, vẫn không mất cái động cơ motive của mình, vẫn không mất cái sự lạc quan để đạt mục tiêu đó. Đấy là chí hướng đấy các bạn ạ. Còn nếu không mà người không chí hướng dễ thôi, chỉ cần còn nan đẹp bung phát ra thôi, người ta quay ra tung tung, họ chán đời, họ phát biểu lung tung, tôi không muốn, chán đời, không muốn làm nữa, chán. Đấy là người không chí hướng các bạn ạ. Còn người chí hướng bất chấp thế nào họ vẫn kiên định hướng của tôi kia, tôi đi vào chỗ đó. Và câu nói của một danh nhân đó là: cả thế gian nhường đường cho người biết mình đi đâu. Tôi nói thí dụ chẳng bạn, tôi lấy một thí dụ minh họa thôi nhá. Ở trong đám đông này thì là xếp hàng đúng không, nhưng có một người họ biết họ đi đâu, họ bảo mọi người đi ra cho tôi đi cái, thì họ biết mình đi đâu, thế là mọi người phải dạt hết ra các bạn ạ, để cho anh ta đi. Bạn thấy chưa, cái người biết mình đi đâu đấy thì sẽ khiến người khác phải nhường đường cho mình. Nhường đường là cái gì vậy? Thế gian là gì vậy? Thế gian mà nhường đường cho người biết mình đi đâu, thế gian là tất cả những gì xung quanh chúng ta, là con người, là hoàn cảnh, là các cơ chế, là các thể chế ABC nào đó, bất kể cái gì xung quanh chúng ta là gọi là thế gian đi. Nhường đường là gì? Nhường đường tức là họ tự nguyện, họ trao trả, họ dâng lại cái vị trí mà họ đang chiếm đấy cho cái người mà có biết là mình đi đâu, có cái tính cách gọi là cương quyết, cương trực và chuyên nghiệp trong công việc của mình họ đấy. Những cái người mà có uy tín, có chí hướng, là người nhân cách các bạn ạ. Đấy nó không phải là gọi là đám đông quần chúng đâu, không phải biomass đâu. Đấy, các bạn nhớ câu đấy nhá. Thế gian này nhường đường cho người biết mình đi đâu. Các bạn sống chí hướng, nắm được cái tiêu điểm đó, đến mục đích, bất chấp mọi hoàn cảnh, bất chấp mọi thử thách, bất chấp mọi giá trả, mà bạn vẫn không mất đi cảm hứng, bạn phải đạt được. Bạn đã xác định rồi, xong, nó phải đạt được.
vậy thôi. Hoặc là chết, hoặc đạt được, vậy thôi, không có cách nào khác. Bạn vẫn có động cơ, vẫn cảm hứng làm chuyện đó. Đấy, đấy là người có chí hướng. Chứ không phải cái người có nói tục chí hướng nó, nhưng khi hoàn cảnh thuận lợi thì ok, nhưng mà nghịch cảnh thì quên hết. Thế đấy không người có chí hướng, đấy cái người chỉ có hô hào khẩu hiệu khi mà mọi sự nó lợi cho mình thôi, trong thuận cảnh thôi. Còn chí hướng là cái người bất chấp mọi hoàn cảnh, cái người mà tiếng Việt còn nói người sống có lý tưởng các bạn ạ. Cả thế là nhường đường ấy. Bạn thấy thí dụ ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy đấy, tại sao Bắc Việt cộng lại thắng cả Nam Cộng Hòa? Tại sao họ thắng? Mặc dù có những hoàn cảnh về lịch sử cũng như là cái cách thức mà Đức Chúa Trời Ngài cho phép chuyện xảy ra, nhưng nếu mà khi tính theo cái khía cạnh con người các bạn ạ, thì bạn để ý này, những người lính Bắc Việt Cộng sản ấy, họ có lý tưởng, mặc dù họ bị ngu dân và bị nhồi sọ cái lý tưởng gọi là utopia, là gọi là hoang tưởng đấy, cái lý tưởng gọi là utopia thì là không tưởng được, cái lý tưởng rất là bậy bạ vớ vẩn không có, nhưng họ cứ tưởng như thế thôi, họ cứ lao vào đấy thôi, họ có lý tưởng, họ bất chấp chết họ cũng đồng ý họ làm đấy, và họ thắng. Các bạn để ý không, cả thế gian nhường đường người biết mình đi đâu, vì họ biết rằng họ phải đi đến Sài Gòn, họ phải chiếm miền Nam, họ phải tiến chiến miền Nam, phải nam tiến và bắt miền Nam, phải khuất phục dưới chân của cộng sản, họ muốn như vậy. Còn người miền Nam lúc đó thì sao, thì thả lỏng, có Mỹ rồi, có thế giới rồi, có thế văn minh rồi, và ABC. Bạn thấy chưa, đây không, tôi không phán xét người miền Nam Việt Nam cũng như người Bắc Việt Nam, tất cả là người đồng bào đồng hương, là anh em của tôi hết. Nhưng tôi nhìn thấy, bạn nhìn thấy cái điều đấy, tôi đang nói về tính cách, bạn, tôi sử dụng cái ví dụ đấy để nói về tính cách ở đây, để người có lý tưởng, có tính, có chí hướng đấy, thì cả thế gian ấy phải nhường đường cho họ. Mặc dù cái lý tưởng bậy bạ, nhưng họ biết mình đi đâu đấy, mà họ đi đến cái đích là cái đích chết, cái đích vớ vẩn đấy, họ vẫn đi được, thế gian vẫn phải nhường cho họ đấy. Thì cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời các bạn ạ, cái nguyên tắc này được nói rõ ràng ở trong đâu, Sáng Thế Ký 11, khi loài người đấy khởi sự xây cái tháp Ba Bên đấy, nó nguyên tắc của Chúa đấy các bạn ạ. Amen. Thứ hai, cái phẩm chất thứ hai mà chúng ta cần có để đạt thành công, đó là sự kiên trì bền bỉ. Kiên trì bền bỉ đấy, nó là cái phẩm chất của ý chí của chúng ta, phẩm chất ý chí, phẩm chất về ý chí của chúng ta, về tính cách. Chúng ta nhớ về khi chúng ta phân biệt gọi là gì nhỉ, anatomia là gì ạ, giải phẫu người chưa? Thân thể chúng ta không nói nhá, chúng ta nói con người ba phần đúng không? Thân thể gồm có ít nhất là 5 giác quan, linh hồn ít nhất 3 giác quan, thần linh cũng 3 giác quan nữa. Và cái giác quan của ý, giác quan ý chí đấy, giác quan thứ 8 đấy, đấy rất quan trọng. Nó như cửa mở để cho từ thần linh ấy xuống cái giác quan thứ 6 và xuống cái giác quan thứ 7 của tâm hồn, linh hồn chúng ta. Đấy, vì thế kiên trì bền bỉ nó là phẩm chất, nó là cái đặc tính của cái giác quan ý chí của tính cách chúng ta. Nhờ cái phẩm chất đấy mà có thể đạt được mục tiêu đề ra. Nhờ cái phẩm chất kiên trì bền bỉ đó mà có thể vượt qua cái trở ngại trong đời sống của mình. Và kiên trì bền bỉ ấy là cả thể hiện rất nhiều lần, cương quyết không lay chuyển trong việc đạt được mục tiêu, cả cụ thể, mục tiêu cụ thể các bạn nhé, xa và gần, gần và xa. Thí dụ ở trong sách Luca đoạn 18, Chúa Giêsu đã sử dụng một cái câu, xin lỗi bạn, ôi nhiều cuộc gọi quá, tôi phải cắt. Chúa Giêsu đã phải sử dụng rất nhiều sử dụng cái câu nói ở trong Luca đoạn 18 về cái người đàn bà mà cầu nguyện cái quan án bất công, quan án không công bình, bạn thấy chưa? Đấy, cái người đàn bà đã thể hiện sự gì ạ? Sự kiên trì bền bỉ, không mệt mỏi. Mặc dù cái quan án là không công bình, Kinh Thánh nói rõ nhá. Quan án đấy là quan án mất dạy. Quan án đấy tương tự như là cộng sản bây giờ đấy, chạy giúp cộng sản bây giờ, như là quan chức cộng sản bây giờ đấy. Bạn thấy chưa? Nhưng mà khi cái người kia họ cứ kiên trì bền bỉ thôi, đòi lẽ công bình, đòi lẽ công bình, đòi lẽ công bình đến cùng. Thì bạn thấy chưa? Cái kẻ cả cái kẻ độc ác như quán công bình, quan án không công bình đó, họ cũng nghĩ ôi nó đến mức đầu ra tôi giải quyết cho xong đi, chẳng mất gì của mình cả, đằng nào mình cũng ăn cắp được hết của cả thế gian, của đất nước mà, tôi thì cho nó một chấm một mút thì chả sao cả. Thế họ cũng phải nhả ra khi mà bền bỉ như vậy các bạn. Vì thế tôi ngả mũ cúi đầu trước tất cả những người đã khuất rồi, cũng như người có đang sống, gọi là những tù nhân lương tâm các bạn ạ, những tù nhân chính trị, khi họ bày tỏ ra cái ý chí sắt đá cương quyết của họ
khi họ bền bỉ không mệt mỏi để đấu tranh cho độc lập tự do của đất nước Việt Nam chúng ta, của dân tộc Việt Nam chúng ta, đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh dân chủ, đấu tranh sự công bình trong sự chính trực của xã hội. Đấy là cái điều đáng kính, đáng trọng các bạn ạ. Những người tiến bộ cần phải lưu ý cái chuyện đó, chứ không phải là cái tư tưởng phản động mà của cả đến 800 cái gọi là cơ quan ngôn luận của trại súc vật cộng sản gọi là xuyên tạc mếu mó của theo con heo tuyên giáo, con lợn tuyên giáo, lợn tuyên giáo, lợn lãnh tụ đấy, trong cái phim trại súc vật đấy của nhà văn George, bạn nhớ chứ, chúng ta đã xem cái bộ phim hoạt hình rồi đấy. Như sự kiên trì bền bỉ nó khác sự bảo thủ bướng bỉnh các bạn nhé. Hai cái điều này tưởng giống nhau đúng không? Đấy, kiên trì bền bỉ nó khác với sự bướng bỉnh, sự bảo thủ. Sự kiên trì bền bỉ ấy, nó xuất hiện khi nào? Khi mà bạn đã suy gẫm chín chắn cái mục đích của mình. Khi bạn ra quyết định dựa trên những cái hệ thống giá trị mà bạn đã có trong mình. Đấy. Thì cái sự kiên trì bền bỉ nó xuất hiện sau khi bạn đã suy gẫm về mục đích. Bạn ra quyết định để xây dựng một cách rất là tính toán cụ thể trên cái hệ thống giá trị của đời sống bạn. Đấy. Nó xuất hiện. Và sự kiên trì bền bỉ đấy, nó khiến cho các bạn phải suy gẫm rất tích cực, phải tìm kiếm thông tin, tri thức, lời khuyên dạy, khuyên bảo của ai đó, học ở khắp mọi nơi, mọi chỗ. Và sự kiên trì bền bỉ ấy, nó có năng lượng các bạn ạ, để gây dựng ra tương lai. Nó giúp bạn đạt được mục tiêu, bất kỳ mục tiêu nào bạn đạt được. Những bướng bỉnh, bảo thủ nó ngược lại. À, bướng bỉnh, bảo thủ đấy, à, có vẻ giống giống như kiên trì bền bỉ nhưng không phải. Đấy là bướng bỉnh hay bảo thủ, nó là cái mong ước rất là ích kỷ cá nhân mà nó muốn đạt điều gì đó một cách bột phát, spontan, một cách không suy nghĩ chín chắn đi cả. Thông thường sự bướng bỉnh, kiêu ngạo, bướng bỉnh gọi là bảo thủ, nó liên quan sự kiêu ngạo, nó liên quan sự tự ái, nó liên quan đến cái sự mà cái người đấy muốn thể hiện rằng tôi là ai đó, tôi cũng chẳng kém đi ai cả đấy, muốn thể hiện mình. Và cái sự bướng bỉnh ấy thì nó rất hại, bởi nó khiến người đó cứ dậm chân tại chỗ thôi. Vì người đấy suy nghĩ bột phát mà không có như kiên trì bền bỉ, họ suy nghĩ tích cực, tìm kiếm thông tin và đưa ra kết luận chín chắn và họ làm. Còn đâu đây suy nghĩ bột phát, họ không kèm thèm tìm kiếm thông tin gì cả. Họ không thèm tìm tri thức, không thèm tiếp lại dạy các lời phê bình của trách khuyên dạy gì hết. Và cứ dậm chân tại chỗ thôi, cứ sai lầm này, sai lầm khác, cứ thế tiếp diễn thế thôi. Và tình huống trong đời sống họ cứ hết tình huống này, tình huống khác, không có lối thoát, cứ suốt ngày xảy ra thôi. Để bạn xem đời sống của bạn, đời sống của chúng ta và đời sống của cả dân tộc Việt Nam chúng ta nữa. Chúng ta nhìn thấy chúng ta có kiên trì bền bỉ hay không, hay chúng ta chỉ là bướng bỉnh bảo thủ thôi. Tại sao cứ dậm chân tại chỗ này? Tại sao không nghe lời khuyên dạy của Đức Chúa Trời? Hay nhìn ra các nước khác, văn minh khác để học cái bài học nó lợi, tiến bộ, áp dụng cho mình theo cái cách thức mà rất là độc đáo vô nhị của mình. Cái năng lượng sự bướng bỉnh bảo thủ ấy thì nó tiêu hao và nó mang tính chất phá hủy, nó khác với năng lượng của sự gọi là kiên trì bền bỉ để gây dựng một tích cực. Cảm ơn các bạn nha, xin chú ban phước cho các bạn cứ ra câu hỏi đi nhé. Trong lúc mà tôi chia sẻ các bạn ra câu hỏi cho tôi hay phản biện gì đấy. Thứ ba là sự stupulous, là gì nhỉ? Sự cẩn thận tỉ mỉ các bạn ạ. Thứ ba, sự tỉ mỉ, cẩn thận. Chúng ta biết là công thức thành công đấy, nó bằng thành công bằng chuẩn bị cẩn thận cộng với cơ hội thời điểm. Đấy, cơ hội thời điểm thì chúng ta sẽ nói về sau. Tiếp tục chúng ta sẽ nói về cơ hội thời điểm trong cái livestream này. Nhưng mà nó là cẩn thận, nó trong cái chuẩn bị rất chu đáo các bạn ạ. Cẩn thận ấy, nó làm gì nào? Nó là lưu tâm chính xác đến từng chi tiết nhỏ luôn các bạn ạ. Khi mà bạn được người ta nhắc là cẩn thận, con đi đường cẩn thận nhé, con làm thì cẩn thận nhé, tức là sao? Bạn phải lưu ý những cái chi tiết nhỏ nhặt nào đó, có gì liên quan đến bạn không, cái gì, các yếu tố khách quan, chủ quan thế nào, ngoại cảnh rồi nội tâm ra sao, bạn phải xem xét lại để cẩn thận đấy. Cẩn thận tức là liên quan cái gì nó chi tiết, nó tỉ mỉ các bạn ạ. Và ngược lại cẩn thận đấy là cái sự hời hợt nông cạn. Cái người cẩn thận này, hành động chính xác và lưu tâm tốt đấy, thì cố không bỏ qua chi tiết nhỏ nhất. Đấy cái điều mà chúng ta rất cần, chúng ta cần phải luôn cẩn thận, careful đấy, careful. Còn người nông cạn, cái người hời hợt đấy thì sao, không đi sâu vấn đề đâu. Họ tìm cách tối giản hóa một cách không khôn ngoan. Mặc dù chúng ta cần tối giản để cho dễ hiểu các bạn ạ, nhưng đây là sự tối giản hóa không khôn ngoan. Do là họ lười suy nghĩ, lười động não, lười trả giá, lười tìm kiếm, không thèm suy nghĩ về cái lời nói của mình cả, hay cũng của người khác. Tại vì sao? Họ chỉ để ý cảm xúc họ thôi. Cảm xúc, tôi thích này, tôi muốn này, tôi thích này, cảm xúc thôi. Cái người cảm xúc đấy, người sống theo cảm giác, cảm xúc đấy.
không quan tâm đến việc làm sao cho công việc nó chất lượng hơn, nó tốt hơn. Ngay cả trong giảng tin lành cũng vậy đấy. Khi bạn biết không, khi mà tôi được trách nhiệm mà khi chú gọi tôi là giảng tin lành chẳng hạn nhé, thì tôi bảo chú ơi, tin lành là cái gì? Khi mà tôi học thần học, người ta lại hỏi tin lành thế này, nhưng bản thân tôi không chấp nhận được, tôi chưa thấy chưa đủ, bởi tôi có câu hỏi đưa ra, các giáo sư trường thần học không dạy, không trả lời được cho tôi trả lời, tôi không chấp nhận, tôi không gọi là thỏa mãn. Có điều gì khác nữa cơ, điều gì hơn nữa cơ? Những câu trả lời của họ rất là nông cạn và rất là hời hợt, rất là kiểu như là rất là trừu tượng. Nó cái gì đấy còn hơn nữa, và tôi phải tìm cách trả giá, các bạn tìm kiếm Đức Chúa Trời và tìm được Chúa để Chúa trả lời. Phải thế nào tin lành, thế nào là nước trời, thế nào gọi tin lành nước trời. Chứ ngày hôm nay có bạn hỏi tôi là ô, có phải là khi mà cái con dấu mà họ người ta mặt gắn chip vào người, có tức là lúc đó hội thánh cất lên không? Quên đi các bạn, sao các bạn cứ toàn mê tín dị đoan, nghe cái giáo lý Babylon của những thần học vớ vẩn đấy. Trong đó Kinh Thánh nói khác hẳn hoàn toàn. Cái sự cuối cùng đến là tin lành nước Đức Chúa Trời được bày tỏ ra khắp vũ trụ thì sự cùng mới đến. Mà tin lành nước trời là cái gì? Thế nào gọi là tin lành nước trời được giảng ra khắp vũ trụ, không phải giảng khắp trái đất nhá. Thế trong bản tiếng Nga nói rất hay. Đấy, các bạn cần tại sao cần biết ngôn biết các ngôn ngữ khác nhau ấy để mà cho giàu có lời, để hiểu một cách đa diện lời Chúa Trời dạy dỗ mình thế nào. Hóa ra tôi giảng tin lành không chỉ giảng cho loài người, tôi còn giảng cho cả thiên sứ của Chúa nữa cơ. Wow, vậy cơ. Tại trong Kinh Thánh nói là khi tin lành về vương quốc của Đức Chúa Trời được giảng ra khắp vũ trụ thì sự cuối cùng sẽ đến. Wow. Tại sao vũ trụ nhỉ? Con người chỉ sống trên đất thôi mà. Cùng lắm thì lên một số sao nào đó tạm thời thôi. Ở các hành tinh xung quanh trái đất có sự sống như ở trái đất đâu mà có thể sống được nhỉ? Tại sao lại giảng tin lành cho khắp vũ trụ nhỉ? Thì tôi hỏi như thế. Thế tôi phải động não suy nghĩ các bạn ạ. Thì hóa ra là giảng cho các thiên sứ của Chúa nữa. Ô, giảng chỗ nào? Giảng không phải giảng họ tin Chúa Jesus được cứu đâu, không phải giảng như cho loài người, khác hẳn. Tin lành mà giảng cho loài người khác, tin lành giảng thiên sứ khác. Tin lành giảng cho loài người là giảng trong dưới trong sự mà kín nhiệm, trong sự vô hình, vì thiên sứ nó vô hình, họ không nhìn thấy. Bạn không nhìn thấy họ đâu. Họ chỉ nhìn thấy những hành động, suy nghĩ nào đó của bạn, họ có thể nhìn thấy được. Vì họ là thiên sứ thánh của Chúa mà. Nên Chúa cho họ cái khả năng đấy. Và bạn giảng cho các thiên sứ của Chúa rằng đấy là con người được Chúa dựng lên giống Ngài để cai quản muôn vật, con người có quyền phán xét cả thiên sứ nữa cơ. Wow, để các thiên sứ phải lạ lùng. Ôi, loài người là ai mà Chúa nhớ nó, con người là ai mà Chúa tâm biếng nó. Rồi Kinh Thánh sách Ephesos có nói đấy, về hội thánh của Chúa ấy còn dạy rõ các bậc cầm quyền các nơi trên trời. Wow, vậy thôi. Đấy. Con giảng cho loài người là bằng cái đời sống cá nhân của bạn nhìn thấy, để họ nhìn thấy đấy. Và khi gọi là kém nhất là giảng bằng lời nói. Đây giảng từ đây khi tôi đang nói này là giảng kém nhất các bạn. Khi tôi đang nói bằng miệng này là tôi giảng kém nhất đấy các bạn ạ. Mặc dù lời nói có thể hay hơn chăng nữa, nó vẫn là kém nhất các bạn. Đây tất cả cái lời nó cần phải đưa vào cái sự việc cụ thể các bạn ạ. Nhưng nó sẽ có, bởi vì tôi đã có chương trình như vậy và nó đã có một việc cụ thể rồi. Tức là cái người nông cạn họ không đi sâu vấn đề, họ không để ý đến cái chuyện làm sao giảng về cái điều họ đang nói cả. Nên nhiều lúc ấy bạn sẽ gặp được nhiều họ nói cái điều họ không hiểu. Cũng như ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy cái anh MC Trấn Thanh đẹp trai này, anh ta nói cái điều mà chính anh không hiểu đâu. Anh chối rằng là ồ đâu, tôi có nói rằng người Việt Nam mình có vấn đề đâu. Nhưng câu nói của anh ấy nói quả thật là vấn đề, vì nói là người Việt Nam cơ cực quá, các thế hệ không có giao tiếp với nhau. Thế đây vấn đề gì đó, họ bị bức xúc quá, họ muốn tìm cho họ đổ ra. Đây vấn đề gì đó các bạn. Nhiều khi là họ không biết, không nhận thức cái điều họ đang nói các bạn ạ. Bởi vì họ không có tính cách để họ đi sâu vào vấn đề, họ hiểu được cái lời họ đang nói cũng lời người khác nói. Trong cuộc sống các bạn biết không, những cái người cương quyết, nhanh nhạy, siêng năng thì họ thường đột phá. Thế nhưng mà những người mà xây dựng được cái chiến lược và có cái tính cẩn thận, chỉ đi chi tiết tỉ mỉ đấy, thì họ còn đột phá sâu hơn nữa. Đấy, vì thế chúng ta rất cần trong cái việc mà chúng ta xây dựng cái tính cách cho mình là trong việc mà tỉ mỉ, gọi là cẩn thận các bạn ạ. Mà ngồi chuyện siêng năng, ok, chuyện cương trực, nhanh nhạy, nhạy bén các thứ, linh hoạt rất tốt các bạn ạ. Nhưng các bạn mà có được cái sự cẩn thận tỉ mỉ nữa thì thôi rồi, tại bạn sẽ tính toán được hết cả cái phần, bạn cân đong đo đếm từng phần nhỏ nhất, bạn nhìn từ các mặt khác nhau. Như cái người mà gọi lập trình như đánh cờ các bạn ạ. Đấy, tại sao người ta cứ rất là tôn trọng người đánh cờ, những người suy nghĩ đầu óc đấy. Họ nghĩ một phát thôi, đi hàng mấy trăm nước rồi. Mình nghĩ chỉ đi 1-2 nước là xong rồi, mình không nghĩ thêm nữa. Nhưng họ đã nghĩ bốc một phát, một giây ra hàng mấy chục mấy trăm nước cờ rồi. Họ nghĩ như vậy. Họ tỉ mỉ, họ biết thế nào thế kia. Bạn hiểu chứ? Tính cách thứ, phẩm chất thứ tư
mà chúng ta cần nói đây, đó sẽ yêu lao động, sự siêng năng các bạn ạ. Siêng năng nó khác với sự trần cần cù chăm chỉ các bạn nhé. Thì cần cù chăm chỉ, người Việt Nam chúng ta cũng cần cù chăm chỉ lắm, nhưng mà cứ xã ràng xe cắt biển Đông đấy, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Bởi vì cần cù chăm chỉ nhưng không trong sự thông hiểu thì sự ngu dại các bạn ạ. Các bạn chỉ làm con mồi, con tốt cho các thế lực đen tối, nó cưỡi đầu cưỡi cổ bạn, mà nó nuôi béo bạn, nó nuôi béo cho nó thôi, nó nuôi vỗ béo bạn rồi đến lúc nào nó thịt bạn xong. Mà nào lao động siêng năng đấy, đó là cần cù chăm chỉ trong sự thông hiểu. Bạn làm điều để gì? Vì chúng ta nói ba vấn đề mà: khôn ngoan, thông sáng và kỹ năng. Các bạn nhớ chưa? Ba cái điều đó các bạn nhớ chưa? Ba điều đó nó trùm hết tất cả năm cái phẩm chất còn lại đấy. Năm phẩm chất còn lại thì nó cũng để tìm ra cả ba cái điều mà tôi đang nhắc cho các bạn về công thức thành công này, về khôn ngoan, thông sáng và kỹ năng. Tri thức, kỹ năng. Ở đây thì bạn yêu lao động siêng năng là cần cù chăm chỉ trong sự thông hiểu. Tại sao mình làm như thế? Mình làm thế để làm gì? Mục đích gì? Có hậu quả gì? Đấy, siêng năng nó chỗ đấy. Các bạn biết không, nhà bác học nổi tiếng là Albert Einstein đấy, tác giả của thuyết tương đối đấy, có nói này: sự khác nhau giữa cái intellect, giữa cái chất xám trí tuệ của ông đấy với chất xám trí tuệ người khác ở chỗ nào? Là thế này, ông ấy có lần người ta hỏi thế: thưa ngài, là ngài giỏi như vậy thì vậy sự khác nhau giữa cái tri thức của ngài với tri thức của các nhà khoa học khác ở chỗ nào ạ? Thì ông trả lời là nó khác chỗ này. Thí dụ thế này, thí dụ như người ta vất kim vào trong đống rơm và người ta nói rằng hãy tìm cái kim trong đống rơm đi đấy, thì người khác họ sẽ tìm được cái kim đấy, họ tìm được cái kim thì họ bảo đây, tìm được rồi, họ dừng lại sự tìm kiếm. Còn tôi thì khác, tôi tìm được cái kim đấy rồi, tôi tìm tiếp, có thể kim thứ hai nếu tôi may mắn, ố lại có thể kim thứ ba, ố có thể kim thứ tư, thứ năm nữa hay sao đấy. Bạn hiểu chứ, câu nói của ông như vậy, sự siêng năng chăm chỉ của ông nó như vậy. Và lời Chúa có nói là Cha Thiên Thượng đến giờ vẫn làm việc, lao động các bạn ạ. Vẫn làm. Khi Chúa Giêsu đến thế gian dạy dỗ mọi người thì các bậc giáo chủ tôn giáo, các mục sư, giáo sư, giáo hoàng đấy, họ mắng nhức Chúa Giêsu về chuyện người này phá luật về Sa-bát. Chúa bảo là Cha ta trên trời vẫn làm, đến giờ và ta vẫn làm. Nó không hiểu ý nghĩa cái Sa-bát. Vì họ chỉ là giáo chủ tôn giáo, các bạn, tôn giáo làm cho chết mà. Tại sao nó nguy hiểm như vậy? Giáo chủ tôn giáo mà thờ lại Đức Chúa Trời các bạn nhé, thế mà Chúa mắng cho không còn cái gì cả. Trong khi đó là cái loại người mà Chúa bảo là cái phường gọi là đi điếm, cái phường thu thuế, nó vào nước thiên đàng trước các người kể giả hình, khốn cho các người thầy dạy luật, khốn cho người thầy thông giáo, kinh hoàng luôn. Mà lao động đây, lao động cả ba phần, vì chúng ta là có gì? Thần, hồn và xác, đúng không? Thần, thần linh đấy, tâm thần đấy, hồn, linh hồn, tâm hồn đấy, xác là thể xác của chúng ta này, thì chúng ta cả lao động cả ba phần này hòa hợp với nhau các bạn ạ. Chứ không phải chỉ có lao động mỗi phần phần xác thôi, hay không chỉ lao động mỗi về tri thức gọi là đầu không thôi, hay không chỉ lao động mỗi phần chỉ cầu nguyện shakadabara sukuru kalabara zeku dudukalabara ô lại Cha chúng con trên trời, danh Cha tôn thánh, nước Cha để đi Cha lên đất đi trời, ô chỉ không chỉ thế thôi không, mà bạn phải kết hợp cả ba cái phần này. Như bạn ấy là ba phần thần, hồn và xác, bạn kết hợp với nhau thì bạn cần có lao động, thì nó cả ba phần ấy nó mới hài hòa, nó phát triển được trong sự hài hòa với nhau. Amen. Thì lúc đó đấy thì bạn mới cả cái bộ thần, hồn, xác bạn lao động đấy thì nó phát triển, nó giúp thi triển các tiềm năng và áp dụng các tiềm năng mà bạn phát hiện ra trong lòng của bạn ấy. Đấy, để thực hiện cái kế hoạch tiền định của Chúa dành cho bạn, là số phận của bạn, mà Đức Chúa Trời ngày phán xét bạn theo cái kế hoạch số phận tiền định đấy, Chúa dựng bạn để làm gì. Sau đó đến ngày phán xét, Chúa sẽ lấy cái bản thiết kế mà Chúa dành cho bạn ra, Chúa đo số phận của bạn khi bạn đến đây. Đây, bạn làm thế này, đây, thực tế bạn thế này, còn theo kế hoạch của bọn ngài thế này. Ô con ơi, đáng lẽ con phải thế này cơ, tại sao con như thế này? Bạn hiểu chứ? Sự phán xét Chúa sẽ theo cái chuyện đó. Nên sự lao động đấy, sự yêu lao động, sự siêng năng đấy, trong sự thông hiểu đấy, thì nó sẽ giúp bạn ấy thi triển cái tiềm năng trong bạn ra, sau áp dụng nó để trở thành kỹ năng điêu luyện, để thực thi kế hoạch tiền định mà Chúa dành cho bạn. Rất tuyệt vời, phải yêu lao động như vậy. Nên đừng có một chuyện là nhiều con Chúa họ rất lười lao động các bạn ạ. Họ cứ bảo là tôi là mục sư, tôi giáo sĩ thế này, tôi phải làm cái việc gì khá khá chứ, việc gì phải nhiều tiền lương chứ, đến chỗ này suốt ngày vì làm công ăn lương cho bọn đấy nó tệ thế kia, việc này không xứng đáng với tôi. Quên đi, bạn mà không chăm chỉ trong cái việc nhỏ thì làm sao Chúa có thể giao phó cho bạn việc lớn được.
Bạn cần hạ mình chăm chỉ cả việc nhỏ nhất mà bạn có thể làm được. Vì bạn ấy coi như bạn làm cho Đức Chúa Trời mà không phải làm cho người ta mà làm cho Đức Chúa Trời. Bạn đang phải trả thi trước mặt Đức Chúa Trời đấy các bạn ạ. Điểm thứ 5 ở đây tôi muốn chia sẻ các bạn đó là sự nhịn nhục các bạn ạ. Nhịn nhục là cái gì vậy? Nhịn nhục là cái khả năng mà chúng ta chịu đựng và kiểm soát bản thân mình để chờ đợi đạt được kết quả mà chúng ta mong muốn. Đấy, nhịn nhục là như vậy. Là khả năng chịu đựng nhưng mà chịu đến mức mà phải kiểm soát bản thân cơ thì mới là nhịn nhục. Chứ còn nếu không kiểm soát bản thân thì đấy không phải nhịn nhục các bạn ạ. Khi người ta chửi đánh bạn, bắt bớ bạn, bạn cũng quay ra chửi bới họ, lại cũng quay ra phản đối kháng với họ. Bạn vẫn chịu nhục là bảo tôi nhịn nhục lắm. Nhưng mà tí nữa tôi đấm cho một phát. Hoặc tôi ném đá lại trả cho phát. Thì đấy không nhịn nhục và bạn vẫn chịu được, nhưng bạn được kiểm soát bản thân của bạn để đợi đạt kết quả mà bạn đang mong muốn. Nhịn nhục cũng là khả năng làm điều gì đó một cách rất là kiên trì bền bỉ lâu bền các bạn ạ. Bày tỏ ra cái sự kiên trì bền bỉ đó của mình. Đấy là nhịn nhục. Các bạn đã nghe về một câu chuyện người đàn ông tại Hoa Kỳ thất bại trong kinh doanh và phá sản năm 1831. 4 năm sau thì ông mới thua trong đợt bầu cử. Và trong năm đó người yêu của ông mất luôn. Và năm 1836, năm tiếp theo, thì đợt bầu cử quốc hội tiếp theo ông lại thua tiếp. Sau đó đến năm 1843 lại thua tiếp. Rồi 1846 lại thua tiếp. Rồi 1848 lại thua. Lại tiếp tục đi bầu cử, đứng cử tiếp. 1855 lại thua. Sau đó lại đua trong cái cuộc đua làm phó tổng thống năm 1856. Sau đấy lại 1858 lại đua vào thượng viện Hoa Kỳ. Nhưng mà năm 1860 thì ông trở thành tổng thống Hoa Kỳ các bạn ạ, đó là Abraham Lincoln ấy. Ngay cả tổng thống Biden ngày hôm nay, Joseph Biden ngày hôm nay, bạn thấy chưa? Ông 46 năm ai đó chửi bới ông nhưng ông vẫn vẫn đi con đường đấy, làm tổng thống ước mơ ông đấy. Đấy sự nhịn nhục đấy, bạn thấy chưa? Mặc dù ai đó có thể là ném đá ông Biden, bạn đừng làm như vậy, bạn đừng vào hùa người khác các bạn ạ. Hãy nhớ con người, bất kể con người nào cũng là kiệt tác của Đức Chúa Trời. Dù họ là cộng sản hay độc tài chẳng nữa, mặc kệ họ, họ vẫn kiệt tác đáng trân trọng các bạn ạ. Thì công việc có thể gian ác, chúng ta sẽ phán xét công việc thôi, nhưng bản thân với cá nhân con người đó phải trân trọng, vì đấy là kiệt tác tuyệt vời. Đức Chúa Trời có 102. Bạn cần có cái nhìn này các bạn ạ. Cái tính cách người trưởng thành ấy nó cho chúng ta làm chuyện đó. Chứ cần phát triển tính cách chúng ta ấy. Amen. Nhịn nhục là cái chìa khóa để mở ra các cửa, các cơ hội cho mình. Mà cái kẻ thất bại thì đánh rơi chìa khóa đó, nhưng người thành công thì giữ được cái chìa khóa đó. Và vì thế họ mở được các cửa cho đời sống của họ. Khi Chúa Giêsu nói rằng là ta ban chìa khóa thiên đàng cho các ngươi. Điều thì các ngươi mở trên trời mở, điều thì người đóng dưới đất trên trời đóng đấy. Các bạn đừng tưởng cứ cầu nguyện cứ ăn là xong đâu. Quên đi, ngày xưa tôi cũng bị nhầm tưởng như vậy. Ngày xưa tôi cũng là chiến sĩ kiên cầu nguyện khủng khiếp lắm các bạn ạ. Tôi cứ tưởng thế, nhưng hóa ra kiên cầu nguyện nó chỉ chiếm về có 1 đấy, cùng lắm 2% trong cả 100% thành công thôi các bạn ạ. Hóa ra còn đến 98% thành công nữa cơ, ở đâu khác cơ các bạn ơi. Mà trong đó kiên cầu nguyện dù bạn nó siêu đẳng cực kỳ như Chúa Giêsu cầu nguyện chăng nữa, bạn chỉ chiếm được 1-2% tối đa. Thấy chưa? Nhưng nó đầu tiên. Ta không có nó thì chẳng có chuyện khác. Tôi thừa nhận sự quan trọng nó, nhưng nó chỉ rất nhỏ và nhưng nó đầu tiên. Nó quan trọng chưa? Nhỏ nhưng mà đầu tiên. Thì bé hạt tiêu đấy. Ngày hôm nay nhiều công nhân họ cứ tưởng là cứ cầu nguyện cứ ăn nó chìa khóa để mở thiên đàng. Cầu nguyện cứ ăn nên nó là chìa khóa để phấn hưng. Quên đi, Kinh Thánh không bao giờ nói như vậy các bạn ạ. Bạn cứ nghe các nhà truyền giảng tin lành ấy, họ những người chưa được trải nghiệm thế nào gọi phấn hưng thực hưng thực sự. Họ cứ tưởng cầu nguyện thế nào phấn hưng phục hưng. Họ không có khái niệm thế nào phấn hưng và phục hưng mà. Đến giờ bây giờ tôi hỏi họ thế nào phục hưng, họ không trả lời được. Họ còn nhầm lẫn cả phấn hưng phục hưng với nhau. Các bạn ạ, đấy, cái người hời hợt đấy mà chúng ta vừa nói đấy. Người không cẩn thận đấy, họ không biết cái câu nói họ nói ra là cái gì đấy. Ý nghĩa cái câu từ họ nói ra là cái gì đấy. Đấy, thì ra cái người như vậy các bạn ạ. Nên vì thế mà tại sao cơ đốc nhân ngày hôm nay đến kinh ăn cầu nguyện. Đến ngày hôm nay các bạn, bao nhiêu quốc gia kinh cầu nguyện, thế mà đất nước nó vẫn cứ thê thảm. Thế giới vẫn thê thảm. Cái chuyện nó nằm ở trong nhận biết lẽ thật. Trong đó cầu nguyện kinh ăn nó chỉ là một trong vô vàn các lẽ thật khác thôi các bạn ạ. Mà nhận biết lẽ thật nó tổng thể. Chúa Giêsu nói rõ ràng đấy là quản lý thế gian đấy bằng gì? Không bằng sự cầu nguyện kinh ăn mà bằng sự khôn ngoan. Trong Châm Ngôn nói như vậy mà các bạn đọc Kinh Thánh các bạn thấy, các bạn cứ đọc Kinh Thánh đi.
Vì thế các mục sư nào mà nói rằng kiên cầu nguyện nó là chìa khóa lại tất cả mọi sự ấy, thì đấy các bạn phải chứng minh đâu? Lời Chúa nói chỗ nào? Mặc dù họ nói ra nhưng bạn đừng kiên cầu nguyện, nó chỉ là cái chìa khóa để mà giải cứu bạn trong trường hợp bi đát nhất thôi. Trong trường hợp gọi là bạn bị hồi sức cấp cứu thôi, bạn sắp chết thôi. Thành nghĩa bạn cứ muốn đời sống tình trạng bạn là trong thời tình trạng hồi sức cấp cứu suốt ngày à? Suốt đời à? Suốt ngày tình trạng hồi sức cấp cứu, không có sức để làm cái gì khác à? Bạn cần phải người trưởng thành, đúng không? Kiên cầu nguyện bạn vẫn cần, nhưng bạn không phải sử dụng nó như là chỉ có hồi sức cấp cứu được, cả đời được. Trong Kinh Thánh có nhiều đoạn người ta cầu nguyện tương ăn như thế, nhưng mà trong toàn trường hợp họ sắp chết, họ sắp bị diệt các bạn ạ, thì mình xin cầu nguyện nó giúp trong cái trường hợp như hồi sức cấp cứu. Nhưng đời sống chúng ta không phải đời sống của người hồi sức cấp cứu, vì đời của người hồi sức cấp cứu thì sao, chỉ xuất trong bệnh viện thôi, trong tập tráng bị côm, tức là bị các bạn, cái từ tiếng Việt là gì nhỉ, tôi quên, bị côm, tiếng Nga là côm, tiếng Việt là bị họ bị ngất ấy, bị nói chung là mất bị ngất đi đấy, ở trong phòng cùng trong bệnh viện gọi gì các bạn, quên mất từ rồi, đã nghĩ chuyện khác thôi rồi. Nhịn nhục nó là sự trung thành, giữ cái sự trung thành mục tiêu là khó đấy, nhưng nó rất cần thiết. Chúa nói rằng là Ngài ban mão triều thiên vinh hiển cho kẻ nhịn nhục mà. Các ngươi giữ lời nhịn nhục của ta thì ta sẽ giữ ngươi trong giờ thử thách, là giờ phải đến cho khắp thế gian. Chúa bao mão triều thiên vinh hiển cho người như vậy. Đấy. Cái khả năng không đầu hàng và chịu đựng là đến chiến thắng ấy, là có hết trong mọi người rồi. Chúa ban hết cho mọi người rồi các bạn. Lời Chúa nói rằng là Chúa ban hết tất cả chúng ta rồi. Chẳng có cái thử thách nào quá sức của loài người cả. Bạn cấp cứu không? Cái từ bây giờ nhớ từ hôn mê, côm là hôn mê, đã bị hôn mê. Đấy, từ hôn mê đấy, trong vùng hồi sức cấp cứu cái người bị hôn mê đấy. Chúng ta không ở trong trạng thái hôn mê được các bạn ạ. Nếu chúng ta ở trạng thái hôn mê chúng ta chết mất, không được. Phải trạng thái người tỉnh táo để biết nói, biết làm hành động. Cầu nguyện nó chỉ là cái phần nhỏ thôi. Nó không thể thiếu được trong đời sống con người nhá. Các bạn ạ, nó không thể thiếu được như hơi thở chúng ta, bạn thấy không? Hơi thở cầu nguyện nó, người ta so sánh ví von cầu nguyện như hơi thở con người thuộc linh mà, đúng thật nó như vậy. Ta không có hơi thở là chết. Người không tin Chúa mà không biết cầu nguyện tương ăn là người chết. Thế nhưng bạn xem, nếu bạn chỉ có thở không ấy, cả đời bạn chỉ có thở không ấy, thì bạn là cái người chẳng có tác dụng gì cả, chẳng ai cần bạn cả. Bạn cứ hình xong bây bạn đến đâu bạn cứ thở thôi, thở. Người ta hỏi thì bạn mặc kệ, bạn cứ thở đi. Bạn tên là gì? Thở đi, đừng nói nữa, thở đi. Đấy, chuyện thở đấy khi hồi sức cấp cứu thì đúng là không cần biết cái chuyện gì hết, chỉ có thở để sống đã. Thì hồi sức cấp cứu trong sự lúc mà bạn hôn mê. Nhưng còn bao nhiêu phải làm? Bạn cần biết sự việc ở xung quanh, bạn là người lãnh đạo thế giới. Mà bây giờ bạn chỉ có là hôn mê, hồi sức cấp cứu, thở đi cầu nguyện đi. Thế thì bạn làm sao mà có thể lãnh đạo thế giới được? Amen. Mà Kinh Thánh đã nói ấy, sự cầu nguyện là sự mà sao ạ? Trong cách sáng thế ký có nói về khi cháu của Adam Eva đấy, từ cái thời đó bắt đầu khởi sự cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va, bắt đầu sự cầu nguyện đấy. Thì trước đó không sự cầu nguyện, trước đó có tương giao rồi, không cần cầu nguyện này nữa các bạn ạ. Nên các bạn biết không, nên đến thiên đàng đấy chúng ta không cần cầu nguyện với Chúa nữa rồi. Nên thiên đàng chúng ta nói chuyện với Chúa, chúng ta ở cùng với Chúa rồi các bạn ạ. Các bạn hiểu chứ? Cầu nguyện là gọi danh thần đó ra, để cái danh, để ý cái thần đấy được lên. Nhưng mà trong lúc thiên đàng ở cùng với Chúa trong quá đời đời thì thôi, không cần chuyện đấy nữa thôi. Bạn hiểu chứ? Nên Chúa đang tập cho chúng ta đấy. Trong chuyện đó chúng ta vẫn cần, ở trong đời sống thế chúng ta cần cầu nguyện, nhưng nó có mục đích gì đấy, cần phải hiểu được điều đó. Nên chỉ có nước thiên đàng nó nằm ở trong cái chỗ ấy. Đấy, những cái tính cách của chúng ta thì có được là chúng ta rèn tập được sự khôn ngoan thông sáng mưu đây này, đấy thì nó là cái chìa khóa của chúng ta các bạn ạ. Nên vì thế tại sao Chúa nói là ta ban chìa khóa nước thiên đàng cho các ngươi đấy. Hễ điều gì ngươi mở dưới đất trên trời mở, điều gì ngươi đóng dưới đất trên đóng đấy, bạn thấy chưa? Nếu bạn chỉ có cầu nguyện kiêng ăn không thì bạn tại sao đến giờ mà vẫn chẳng mở được cả đóng cái gì cả? Vì nó không ở đó mà nó nằm trong sự khôn ngoan thông sáng và kỹ năng như chúng ta đã nói. Amen. Tất nhiên kiêng cầu nguyện ấy, chúng ta sẽ biết là làm cái điều gì như thế nào, cầu nguyện kiêng ăn như thế nào, với ai, ở thời điểm đâu, ở đâu, và kỹ năng cầu nguyện ra để cầu nguyện phát là ra mây ra gió luôn, trong Chúa luôn. Amen. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo, đó là phần cơ hội hay là thời điểm hay là thời cơ. Thời cơ.
Thời cơ. Chance. Trong sách Truyền Đạo đoạn 8 có nói thế này. Trong tay chúng squeeze, người nào đang bị cái mụn ở đùi ở mông nha, chú chữa lành. Trong tay chúng squeeze, người nào đang nhức nhối cái mụn ở mông, chú chữa lành trong tay chúng Giêsu. Amen. Truyền Đạo đoạn 8. Và lòng người khôn ngoan biết thì thế và phép lệ. Vì tuy loài người bị tai nạn bối rối nhiều, phàm sự gì cũng có thì thế và phép lệ. Thấy chưa? Thì thế là thời cơ đấy, thời hạn đấy, thời điểm đấy, cơ hội đấy các bạn ạ. Phép lệ là phép tắc, phép lệ là cái luật nào đó, cái quy luật nào đó xảy ra. Hay Truyền Đạo đoạn 9 nữa còn nói thế này: ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn ngoan không được bánh, kẻ thông sáng chẳng được củ cải, người khôn khéo chẳng được ơn, vì thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người. Lại, loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình, như cá mắc lưới, chim phải bẫy giò thế nào thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa xảy đến thành đình thể lấy. Wow, thấy chưa bạn? Nhiều khi chúng ta tưởng là ô, chúng ta muốn thắng, chúng ta phải sao? Phải mạnh sức, phải lẹ làng, phải khôn ngoan, phải thông sáng. Ok, phải khôn khéo. Thế mà đây chú nói đấy, lại chú nói đấy, kể cả lúc có khôn khéo ấy nhưng mà không được. Vì sao? Vì cơ hội không nắm được các bạn ạ. Không có cơ hội xảy đến. Vì thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người. Vì thế chúng ta phải học bắt, nắm bắt cơ hội. Khi cơ hội chưa đến thì chúng ta phải biết chuẩn bị để mà bắt được cơ hội đó các bạn ạ. Nên vì thế cái khả năng mà được chúng ta hôm nay chúng ta được học đấy, ngày hôm nay không phải chỉ được học livestream đâu, mà được học ở trong đời sống chúng ta đấy, học từ đâu đó, từ ai đó, bằng cách nào đó đấy, đấy là khả năng chúng ta được học. Đó là cơ hội lớn nhất được ban trong đời sống chúng ta. Cả cuộc đời chúng ta, từ khi sinh ra đến khi lìa đời đấy, dù có vô thức cái ý thức ấy, thì nó suốt ngày học thôi, học suốt các bạn ạ. Vừa sinh ra đã học rồi. Học ăn, học nói, học mở, học đủ các thứ. Thậm chí khi chết nó cũng học. Học cho bản thân mình. Thứ ai đó khi trước khi chết đấy, có người đến cầu nguyện cho để bắt đầu học đấy. Để học để lương tâm của mình. Sắp chết tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình chẳng hạn. Hai khi sắp chết thì bắt đầu họ mới học ra bài, rút ra bài học. Ô, mình thật là đáng tiếc, đáng lẽ mình phải dành thời gian và ý nghĩa cuộc đời cho Đức Chúa Trời và cho người thân của mình. Thế mà mình dành cho này thật đáng tiếc. Nhưng muộn rồi, mất. Tất cả cuộc đời nó chỉ là học suốt thì các bạn ạ. Sự học đó cuồn vở không có trang cuối cùng mà. Nên cái khả năng chúng ta được học đấy, nó là cơ hội lớn nhất được ban cuộc đời chúng ta. Vì thế chúng ta phải trân trọng cái khả năng được học hành các bạn ạ. Trân trọng khả năng đó. Vì cái tri thức mà khi chúng ta nhận được trong lúc học hỏi đấy thì nó giúp chúng ta xử lý được các tình huống, xử lý các nan đề, đúng không các bạn? Nó giúp chúng ta đạt mục tiêu, nó giúp chúng ta là cải thiện đời sống của chúng ta cũng như xã hội, nó giúp chúng ta thậm chí tránh được những cái bẫy lừa nguy hiểm, những cái gọi cạm bẫy nào đó ma quỷ như là kẻ thù nó đặt ra xung quanh này. Từ đó giúp chúng ta nữa, khi chúng ta có khả năng học hỏi đấy, tri thức chúng ta đấy, thì nó lập kế hoạch, giúp chúng ta lập kế hoạch cho đời sống của mình, giúp chúng ta xây dựng tương lai của mình cũng như xây dựng tương lai của dân tộc của chúng ta nữa, để cho chúng ta có khả năng hoàn thiện và tiến bộ hơn nữa. Và tri thức chúng ta, nhờ tri thức đấy, chúng ta lại hiểu ra chúng ta lại có cơ hội khác nữa. Nên cơ hội ấy, tri thức nó cứ đưa cho và chúng ta lại đây cơ hội, xong cơ hội này nó mở cơ hội khác, mở tiếp đấy. Đấy chìa khóa thiên đàng các bạn ạ. Lúc chúng ta học hành đấy, nó chìa khóa thiên đàng đấy. Vì thế các bạn phải trân trọng, nâng niu cái cơ hội các bạn được học. Học cái gì không ăn, học cái gì cũng được các bạn ạ. Học cái giá trị càng lớn thì nó càng quý. Học ăn, học nói, học cái hay dạy bạn cái gì mà tốt, bạn hãy trân trọng cái đấy các bạn ạ. Hãy trân trọng tất cả khả năng được học. Ngày hôm nay có rất nhiều người họ chỉ tập trung về gọi là sức mạnh vật lý này, tập thể hình cơ bắp này, ai đó là chắc đẹp trâu rồi thẩm mỹ viện ABC các thứ đấy, đi đứng tắc. Kinh Thánh nói rằng tập tành cơ bắp đấy, thân thể mặc dù là cũng tốt đấy, nhưng nó chẳng ích lợi bao nhiêu so với tập tành về linh hồn thần linh cả các bạn ạ. Mà tập tành cơ bắp nó dễ hơn các bạn ạ, nhưng tập tành về trí tuệ và tập tành về thần linh khó hơn các bạn ạ, thì nó vô hình.
Nó cần bạn đòi hỏi phải kích hoạt những cái giác quan vô hình và nhìn ra những giá trị vô hình. Khi tập cơ bắp, nhìn sắc đẹp bề ngoài nó dễ nhìn, dễ, ai có thể làm được. Nhưng mà để mà động não và để nó khác rồi. Và người đẹp, người thực sự là đẹp, đó là người thông thái, người có tri thức chuyên môn, sâu rộng và phát triển đa diện. Cái người mà có gọi là tư duy logic các bạn ạ. Và sử dụng tất cả những điều đó, tư duy đấy, cho những công việc cao sang, làm việc cao sang. Vì người cao sang, Kinh Thánh nói đấy, là để suy tưởng cao sang, để làm việc cao sang, làm việc vĩ đại các bạn ạ. Chúng ta là con trời, chúng ta là những người mà xứng đáng gọi là, phong cách cung đình của vua trời. Đấy là người đẹp, người đáng giá. Còn nhiều người ngày hôm nay họ nằm bằng số phận của họ. Họ không muốn học tập, họ bảo học cái gì, học để đi làm thuê, học để thế này thế kia. Họ không muốn học, họ cứ đi kiếm tiền rồi bán dâm, bán đủ đủ các thứ của mình, có cái gì để bán hết. Họ không muốn trau dồi mình cả, họ cứ móc ra để bán thôi. Trong đó cần phải trau dồi này, xong dùng cái đấy mà làm lợi cho thiên hạ, thì lại lôi của mình ra để bán, nên nó rỗng tuếch thì chẳng có gì cả, vì không muốn học hỏi. Họ không muốn học tập, họ coi thường cơ hội để học hành, để trở nên cái người có văn hóa, người có học, người văn minh. Các bạn biết không, năm 1000 năm bao nhiêu, năm 2013, theo con số thống kê đấy, cả thế giới này nó có đến gần 60 triệu, đúng hơn là 57 triệu trẻ em không được đến trường. Hơn gọi là 250 triệu trẻ em đấy là không biết đọc biết viết, vì chất lượng giáo dục quốc gia nó rất kém, hay là vì cái thể chế chính trị ở nơi nó tồi tệ. Mà một trong cái quyền cơ bản của con người trong Hiến chương Liên Hợp Quốc ấy, là quyền được học, quyền được nhận học vấn các bạn ạ. Thế mà họ không làm được, cho nó quyền của họ đấy. Bên tôi nói thí dụ như ở các quốc gia Hồi giáo, các bạn có một cô gái tên là gì nhỉ, tên là Malala, tên người Pakistan. Năm 19 tuổi cô ấy là đại sứ hòa bình trẻ nhất của Liên Hợp Quốc về quả đấu tranh cho quyền được học của các bé gái sống trong quốc gia Hồi giáo. Thì cô này có bố là chủ của một trường tư thục đấy. Xong cái bọn năm 2009 bọn Taliban nó xâm chiếm đấy, rồi bắt đầu nó tài cán hết, không cho học, trẻ em đi học nữa. Nhưng cô này cô vẫn muốn học hành đấy, và tìm cách để mà liên hệ bạn bè đi học. Xong có một lần là bọn hội Taliban này chặn đường của các học trò và bắt học trò này phải khai ra con nào là Malala. Nếu mà không nói ra ta bắn chết hết, chúng ta bắn chết hết tất cả bọn bay. Thế là cô bé này phải đứng ra, tôi là Malala đây. Thế là thôi, ăn một viên đạn vào đầu, xuyên qua đầu, xuyên qua cổ luôn. Mà nó tưởng chết rồi, nhưng may mắn thay, tạ ơn Chúa, là người ta đưa đến cấp cứu và được cứu sống. Sau đó cô ấy, chính phủ Pakistan lúc đó là hỗ trợ cô đấy. Lúc này đưa sang Anh để mà chữa trị. Sau đó họ còn hỗ trợ cô đấy mà đưa cả gia đình sang Anh nữa, để mà tránh truy sát của bọn Taliban nữa. Sau đó cô ấy phát biểu năm 16 tuổi ở trước Liên Hợp Quốc đấy, về quyền được sống, quyền được học tập của các cô, của các em bé trong quốc gia Hồi giáo như vậy. Và 59 tuổi thì trở thành một gọi là đại sứ hòa bình trẻ nhất của Liên Hợp Quốc. Ở đây tôi muốn điều gì? Tôi nói chuyện là nhiều người trên thế giới họ là muốn học các bạn ạ. Chỉ cần được học bình thường thôi mà họ ranh giới sự chết sống nhau, sống chết thôi. Thế nhiều lúc chúng ta có cơ hội để học, chúng ta kiếm tiền ạ, không cần. Đấy, người văn minh, chúng ta đang cần người văn minh mà. Cái người văn minh là người mà sẽ sống ở trong quốc gia hậu cộng sản, sống trong cái vương quốc ngàn năm và sống trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời các bạn ạ. Nếu chúng ta không phải loại người đấy thì nếu không thích học ấy, thì thôi tôi phí đời, tin Chúa phí đời. Tin cái gì phí đời các bạn, mà nó được bạn phí đời nếu bạn không muốn học hành. Phải nhớ là cả cuộc đời chúng ta là học, học, học nữa, học mãi, học suốt đời các bạn ạ. Mà càng học vẫn cảm thấy mình thật là ngu dại, càng học mình thấy đúng thật là mình mênh mông thật. Càng học bao nhiêu thì mình thấy là đúng là cái kiến thức của mình quá nhỏ bé, như chấm một nét trong cả cái đại dương mênh mông vậy. Càng học bao nhiêu thì bạn sẽ càng khiêm nhường bấy nhiêu, bởi bạn biết rằng cái kiến thức của bạn nó quá nhỏ. Bạn mới thấy rằng ở thế giới nó cực kỳ là mênh mông, nó cực kỳ nhiều cái điều vĩ đại kỳ diệu. Bạn thấy Chúa Trời của chúng ta là Đức Trời cực đại và đáng kính sợ. Wow. Yêu Chúa bao nhiêu, tạ ơn Chúa. Trong Thánh Chúa Squid, Đức Chúa Trời chữa lành cho hôn nhân của ai đó khi xem cái clip này.
Nguyện Chúa chữa lành và đặt tay của Ngài. Vết thương từ dì máu từ vết thương Chúa Giêsu ra đổ xuống trên mối quan hệ của vợ chồng bạn, nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ngoài cái việc mà chúng ta nhận học vấn ở các trường học mà chúng ta mở lòng mẫu giáo gì gì đấy, rồi lớp 1, 2, cấp 1, cấp 2, cấp 3, 4, rồi lên tiếp, rồi trung cấp, rồi gì gì đấy, đại học ABC đấy. Ngoài cái việc mà chúng ta nhận học vấn bằng cấp đấy từ cái trường học bình thường ra, còn việc quan trọng việc tự học các bạn ạ. Cái việc tự học đấy nó mới là việc quan trọng nhất của mỗi người. Bởi sao? Bởi vì ai cũng phải trả lời về đời sống mình cả. Chẳng ai trả lời, chẳng có thầy giáo, cô giáo, cha mẹ, chẳng có mục sư, giáo sư nào trả lời cho đời sống của mình cả. Bạn phải trả lời. Nên bạn tự học các bạn ạ. Và tự học là bạn thì bạn tự lập, bạn tự nghiên cứu thông tin, bạn tự lãnh hội trí thức. Bạn hiểu chứ? Các trường học ấy nó dạy bạn điều gì không? Các trường học ấy, tôi biết là các trường học ấy, các kiến thức các trường học nó chẳng dạy cho tôi được cái gì nhiều cả. Cái điều mà tôi trân trọng và cái chuyện mà các trường học nó dạy tôi đó là sự kỷ luật trong việc mình tự học. Đấy, mình tự học. Khi người ta ra cái bài toán, ra cái gì đấy, nó bắt mình phải đi đến thư viện tìm sách ra để tìm ra cái lời giải gì đó, tìm gì đấy, các bạn hiểu chứ? Tìm ra lời giải trong đó. Tìm ra lời giải. Để tự học đấy. Sau đó về nhà ấy, cũng không phải thầy giáo dạy mình nhá, mình phải tìm tòi. Nên các trường học ấy là dạy mình cái kỹ năng tự học rất hay ở chỗ đấy. Ngoài ra là họ sẽ còn cho mình cái, sau khi mình học xong thì họ cho mình cái bằng, như là cái gọi là cái thẻ ra vào đấy, để mà chúng ta đi vào lĩnh vực nọ lĩnh vực kia một cách gọi là hợp pháp. Nhưng quan trọng nhất đấy, nó không phải cái bằng cấp đấy, nó ở cái khả năng tự nghiên cứu của bạn một cách độc lập các bạn ạ, để lãnh hội trí thức được đấy. Mà nhờ chuyện đó đấy, bạn có thể là sắp xếp được trật tự, gọi là cả cái mớ trí thức này, từ cái gọi là ý thức, từ ý tưởng suy nghĩ của nó mớ trong đầu bạn này đấy. Nhờ bạn mà học tự học đấy, bạn mới sắp xếp được. Thế nó có quá nhiều thông tin mà, thì bạn sẽ sắp, bạn mới chia khung nó, đúng không, chia hàng lối rồi khung phòng các thứ cho nó, xong đặt ranh giới, xong. Thế nhờ chuyện học đấy, bạn sẽ làm như vậy. Sự học tự học đấy, nó sẽ giúp bạn là hình thành ra được cái lập trường quan điểm cá nhân của bạn. Không phải quan điểm cá nhân mà bạn bị nhồi sọ bởi ví dụ như Trại Sức Vật Cộng Sản đâu. Như ngày hôm nay đấy, Trấn Thành mà kêu hét đấy, đấy là tiếng kêu của con tép trong đại dương như vậy đấy. Vì anh ta không được quyền nói cái lập trường cá nhân của mình. Nói ra lập trường cá nhân ấy, mà nói đúng lập trường cá nhân ấy thì sao ạ? Là bị cộng sản nó trù dập luôn, và thôi anh ta sẽ trở nên bị đánh nửa sống nửa chết luôn, và thôi rồi gọi thân bại danh liệt luôn. Như anh ta nói đấy, anh ta không có đời sống tâm linh đây, bởi vì khi anh ta nói rằng là gọi là tổ nghiệp đấy, chứ nó đời sống thờ lại ma quỷ, thờ lại thần tượng thôi, không đời sống tâm linh đây. Và nhân cách mà hai cái điểm cực kỳ tối cần đấy, tâm linh, nhân cách, chuyên môn, quản trị và lãnh đạo đấy. Đấy, đấy thì hai cái điều tối cần quan trọng nhất này anh không có, chưa có. Cái điều chuyên môn anh ta có rồi, nhưng người không tính cách chúng ta nhìn thấy là rất là dễ nhận ra người không tính cách hay tính cách chưa trưởng thành, chưa đủ mạnh mẽ. Đây không phải phán xét các bạn nhé, đây là nếu bạn Trấn Thành nghe được thì rất yêu bạn Trấn Thành đấy, chúc phúc bạn Trấn Thành cũng như chúc phúc cho tất thảy các bạn đang làm showbiz cũng như là trong giới văn nghệ sĩ Việt Nam, vì các bạn có cái giá trị rất cần đấy, mà Chúa cùng dùng bạn ấy, dùng các bạn ấy để làm cái việc rất lớn cho Chúa Trời các bạn ạ. Các bạn cần dùng cái ảnh hưởng các bạn ấy để mà làm đúng cái ảnh hưởng nó cần phải có. Ngày nay các bạn không biết sử dụng cái ảnh hưởng của bạn vì các bạn không chưa có tính cách, chưa có tâm linh và chưa có tính cách, nên bạn không biết sử dụng cái ảnh hưởng của bạn để mà phục vụ cho dân tộc, đất nước, quốc gia của chúng ta. Nên các bạn chủ yếu để mà nuôi cái bụng của mình là chính thôi, và trở thành con rối trong tay của các phương tiện truyền thông đại chúng của Trại Sức Vật Cộng Sản. Bạn hiểu chứ? Bạn thừa nhận rằng bạn có tiếng nói, nhưng tiếng nói của bạn ấy hiện tại đang bị sử dụng để làm gọi là câu view, câu like, và để mà lạc hướng dư luận đấy. Nó sử dụng bạn ấy để đánh lạc hướng dư luận xã hội, đưa vào cái vấn đề khác để mà phục vụ cho mưu đồ của Trại Sức Vật Cộng Sản cũng như ma quỷ. Tóm lại như vậy, yêu các bạn, chúc phúc cho các bạn. Ôi, chúng ta quay ra, chúng ta nói vấn đề gì là tự học, đúng không? Tự học tự học ấy, nó sẽ nuôi dưỡng chúng ta ấy, là có cái lập, hình thành ra cái lập trường quan điểm cá nhân của mình, chính kiến riêng của mình các bạn. Trong nhiều sự mình không phải bị ai đó nhồi sọ, ông mục sư nhồi sọ thế này, giáo hội nhồi sọ thế này, giáo hoàng nhồi sọ thế này, lãnh đạo hội thánh nhồi sọ thế này. Nếu bạn không tự học đấy, thôi bạn suốt ngày cứ bị người khác cứ nhồi, bạn cứ hết mặc mặt nạ người nọ, mặt nạ người kia, áo người nọ áo người kia thôi, quan điểm người nọ quan điểm người kia thôi. Bạn không quan điểm riêng của bạn,
Tức là bạn không phải là bạn nữa thôi. Nhưng nhờ bạn tự học đấy, những cái điều gì họ dạy cho bạn ấy, nó chỉ là cái gợi ý thôi. À, anh ta làm được thì mình làm được. Anh ta có điều đấy, cũng là gợi ý đấy, để cho mình đào sâu tiếp hơn nữa. Anh ta tự như là Albert Einstein đấy, vớt lại cái kim vào trong cái đống rơm đấy. Nếu anh ta tìm được một cái kim, có khi mình tìm được cái kim thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đấy, nó nhiều lắm. Và cái đấy nó trở thành của mình, nó trở thành cái của mình, trở thành copyright của mình, trở thành cái gọi là cái bản quyền của mình, các bạn ạ. Nên ngày hôm nay trong sự tự học đấy, chẳng hạn tôi có những bản quyền trong thần linh của tôi, các bạn ạ. Tôi có những cái sự dạy dỗ riêng mà tôi nhìn thấy rằng không ai có được, các bạn ạ. Đây không phải sự kiêu ngạo, bản thân mỗi một chúng ta đều có chuyện đó hết. Vì Đức Chúa giữ chúng ta một cách đáng sợ lạ lùng, các bạn ạ. Chúng ta là một cái tạo vật, một cái kiệt tác có 102 của Chúa Trời. Hãy nhớ điều đó. Hãy nhớ sự tự học, các bạn ạ. Học với ai? Học với ai? Tất nhiên tự học nhưng học với ai? Chúng ta sẽ nói sau. Nói tiếp, đúng rồi. Nên sự tự học đấy, nó sẽ giúp chúng ta là nuôi dưỡng cả tính cách của mình nữa, nuôi dưỡng cả sức mạnh ý chí của chúng ta nữa. Nó mang lại cái hạnh phúc và thỏa nguyện nữa. Bởi vì sao? Bởi chúng ta học cái điều chúng ta đang thích mà, cái điều chúng ta đang quan tâm, thích thú. Chúng ta học, chúng ta sung sướng, đúng không ạ? Hay, xong hạnh phúc. Xong chưa rõ cái hạnh phúc đấy, nó lại còn nảy sinh ra bao hạnh phúc tiếp theo nữa trong đời sống, không những của chúng ta thôi đâu, mà của gia đình, của cộng đồng, của xã hội, của dân tộc ABC, thêm cả nhân loại nữa. Và thêm hơn nữa, những cái thông tin định hướng có chủ đích đấy, mà khi chúng ta tự học ấy, nó sẽ giúp chúng ta thông hiểu và đào sâu, đào bới những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Và để đạt được cái mục tiêu đó một cách gọi là nhanh nhất và hiệu quả nhất, nhờ sự tự học, các bạn. Vì tự học nó giúp chúng ta có thông tin định hướng. Và khi chúng ta dành thời gian tự học thì kiểu gì cũng gặt hái được sau này thôi. Đó là điều chắc chắn. Và các bạn nhớ rằng ấy, nhiều nhân tài thế giới đây hoàn toàn tự học thôi. Các bạn thử xem đi. Mark Zuckerberg này, ai nữa, Bill Gates này, các bạn thấy chưa? Họ thậm chí còn chưa tốt nghiệp các trường đại học, chỉ là tiến sĩ danh dự thôi. Họ tự học đấy, các bạn ạ. Để cho các bạn biết sự tự học nó rất quan trọng. Tự học là công việc quan trọng nhất, có thể nói như vậy. Tự học là công việc quan trọng nhất trong việc hình thành, phát triển tính cách và nhân cách của bạn, của chúng ta, trong cái việc để bạn có thể thành công trong bất kỳ công việc nào cũng vậy. Cứ thầy giáo nào dạy bạn tốt thôi, đấy chỉ một điều thôi. Những cái chuyện đó bạn phải tự học nữa, để trau dồi cho bạn nữa. Bạn cũng tương tự như là học võ chẳng hạn này. Thầy giáo dạy bạn ấy một tiết võ có khi chỉ 1-2 tiếng thôi. Bạn có thầy, đúng không? Bạn dạy võ. Thế nhưng mà sau đó bạn phải luyện, khổ luyện cả đời chứ, nếu mà không có thầy nữa. Nhưng bạn tự học thôi. Và bạn mới đưa ra những cái chiêu thức nào đó, ABC nào đó, trường phái nào đó của bạn riêng. Có khi còn vượt trội cả thầy mình nữa. Đấy là sự tự học, các bạn ạ. Nên bạn phải trân trọng sự tự học, sự tự tìm hiểu, tự tự lập trong học hành và tự chi, gọi là trau dồi kiến thức, tri thức cho mình. Amen. Cái phần tự học, nó là cái phần không thể thiếu được của người văn minh, không thể thiếu được của người hiện đại, các bạn ơi. Vì thế cái đề tài mà người văn minh mà tôi đang chia sẻ các bạn hôm nay là ngày là phần thứ bao nhiêu đây? Hôm nay là phần thứ bao nhiêu? Phần thứ 26 hay 26 đây? Đấy. Thì nó là phần thứ mấy? Phần thứ 27 hay mấy đây các bạn? Là tự học là cái phần không thể thiếu được cho người hiện đại văn minh. Cái điều gì hôm nay tôi chia sẻ với các bạn đấy, nếu bạn chỉ nghe thôi các bạn chẳng là cái gì cả, các bạn chẳng có gì lợi cả. Nhưng các bạn nghe, sau đó bạn tự học, các bạn mới nghe chuyện đó, sau bạn đào bới bới ở chỗ nào đấy bạn tự học đấy, cái chuyện nó có lợi cho bạn. Chứ bạn chỉ nghe đây bạn ô hay quá, ông này nói hay quá, hay là ông này nói dở quá, amen, cái này đúng, cái này không đúng, thế chẳng giúp gì cho bạn cả. Có khi nó còn khiến bạn trở thành một kẻ kiêu ngạo. Ô, chuyện này tôi biết rồi, tôi nghe rồi, biết rồi. Nhưng bạn tự học, bạn lấy rút ra điều gì đó, sau bạn trau dồi nó. Và tôi nhắc lại các bạn, đó là điều không thể thiếu được của người văn minh, mà chúng ta muốn là người văn minh. Amen. 10 cái điểm, hai ngón tay, xin lỗi, hai bàn tay, 10 ngón, 10 điểm để gợi ý cho các bạn trong việc phát triển cái cơ hội. Thứ nhất, hàng ngày hãy đọc sách, các bạn ạ. 5 năm nữa thôi, đời sống của bạn ấy, bạn sẽ nhìn thấy ngay, sẽ gặt hái ngay. Bạn sẽ phụ thuộc vào cái điều bạn giao tiếp với ai, bạn đọc cái loại sách gì, thì 5 năm sau nó sẽ ra ngay. Ngày hôm nay tôi trở thành người này bởi vì 5 năm trước tôi giao tiếp với ai.
5 năm trước tôi đã đọc sách gì. Vì thế bạn rất cần ấy, phải có cái sự mà quan hệ giao tiếp với ai, đánh bạn với ai, học đọc cái sách gì các bạn ạ, bổ ích. Chứ không phải cái gì cũng đọc cái định học đâu. Bạn không đủ thời gian để cái định đọc cái gì học, vì nó kiến thức nó vô lượng vô biên các bạn ạ. Vì thế tại sao phải cần cái gì mà tâm điểm nhất? Tâm linh, nhân cách, chuyên môn, quản trị và đi lãnh đạo làm vua. Tâm linh tính đến Chúa Trời các bạn ạ. Bạn phải tìm kiếm Chúa Trời, những cái gì nói đến Chúa Trời là kinh thánh đấy. Bạn không phải thần học đâu nhé, tôi nói kinh thánh, tôi không nói thần học. Tôi nói kinh thánh, lời Chúa, học kinh thánh, học lời Chúa, tôi không nói là học thần học. Thần học cũng là một môn học thôi, nó giúp bạn điều gì đó thôi. Nhưng nó không phải quan trọng nhất, bởi vì nhiều cái hiện tại cái nền thần học đương đại ấy, nó bị nhiễm rất nhiều của nền thần học Babylon, mà ma quỷ thế nó đưa con của nó vào trong đấy và nó làm lệch lạc đi, nó khiến cái nền thần học nó trở thành nền thần học của tiên hành cứu rỗi. Nó mang sự rất là nguy hại, đấy là làm con người trở nên ích kỷ, vô cảm và vô trách nhiệm và yếu đuối. Nó không chỉ đi đánh nước trời, khác hẳn con người trở nên hùng vĩ, khiêm nhường, biết mình là ai, là biết quyền năng của mình thế nào. Nhưng vì thế bạn hàng ngày bạn đọc sách đi, ok, bắt đầu đọc kinh thánh. Không phải tự dưng cứ cuốn bạn về ai đó, nếu bạn chưa tin Chúa hay bạn chưa đọc kinh thánh hay bạn ít đọc kinh thánh, thì bạn nhớ cái cuốn kinh thánh này. Tại sao gọi là kinh thánh, tại sao gọi là kinh Phật, kinh Quran, cái gì mà kinh thánh, tiếng Việt rất hay là dùng từ thánh ở đây, rất tuyệt vời. Rồi tiếp nữa là tại sao cuốn sách này được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất, tại sao được in ấn bản nhiều nhất thế giới, tại sao như vậy? Thì bạn phải tìm đọc cuốn đấy đi các bạn ạ. Tìm xem cuốn ấy không chỉ là cuốn sách bình thường đâu, mà nó là instruction cho bạn ấy tìm được cuộc sống, đời sống của bạn, giúp bạn ấy nói chuyện được cái đấng tác giả của tất cả mọi sự trong thế gian này. Amen. Và tiếp nữa đấy, bạn tìm ra đời sống của bạn nữa, sao bạn phải theo cái sứ mạng tiền định của bạn ấy, để bạn tìm ra cái sách báo, cái tri thức nào đó mà liên quan sứ mạng tiền định của bạn, để phát triển các tiềm năng mà Chúa đã để cho bạn đây. Bởi vì bạn phải trả lời với Đức Chúa Trời ấy, trong ngày phán xét số phận của bạn ấy. Số phận là sự phán xét của Đức Chúa Trời mà. Bạn trả lời về điều đó. Nên vì thế cái thời gian sau khi bạn tìm Chúa rồi, thì bạn phải tìm mình và tìm ra cái những tri thức nào đó để phát triển tính cách, phát triển mình. Mình là ai trong Chúa? Những tri thức, những kiến thức nào đó liên quan sự kêu gọi, sứ mạng tiền định của mình, chứ không phải liên quan đến cái thứ vớ vẩn ở đâu khác. Vì bạn phải trả lời cái điều mà bạn được dựng nên. Tại sao bạn được dựng nên? Bạn dựng nên để làm gì? Cái chức năng bạn dựng làm gì, cũng như con chuột này đấy, nó phải trả lời trước mặt cái người chủ đấy là nó làm thực hiện đúng chức năng của nó không. Nó mà thực hiện không đúng chức năng đấy, khi tôi bấm bên phải mà nó lại không bấm đấy, thì tôi nó hỏng rồi, thì nó sẽ ra sọt rác. Nếu nó không chỉnh được, nếu nó không chỉnh đốn đấy, nó không chỉnh đốn đấy, thì nó sẽ ra sọt rác thôi và không được trận dụng nữa. Thì cũng vậy thôi, nếu bạn ấy mà không tìm kiếm Đức Chúa Trời đấy để mà phát hiện ra tiềm năng của bạn, Đức Chúa Trời không dùng bạn nữa. Tiếp thứ hai là học ngoại ngữ các bạn ạ. Đấy, học ngoại ngữ. Không biết ngoại ngữ là người ta chỉ sống đến khoảng 10% cuộc sống của mình thôi. Đã chứng minh đấy, khoa học đã chứng minh đấy, là chúng ta sống được bao nhiêu phần trăm phụ thuộc vào chúng ta biết bao nhiêu thứ tiếng. Ôi, vậy mà mình dốt ngoại ngữ thế. Không biết tiếng Anh là có thể mất đến 72% thông tin thế giới, không được dịch ra tiếng mẹ đẻ rồi. Thấy chưa? Nhưng may tạ ơn Chúa tôi học biết được tiếng Nga. Tôi biết tiếng Nga. Mà tạ ơn Chúa tiếng Nga là cái tiếng mà rất nhiều cái tri thức khôn ngoan tuyệt vời. Vì là bạn nhớ rằng trước khi tiếng Anh nó được phát triển khắp thế giới đấy, tiếng Nga nó cực kỳ là thịnh hành. Tiếng Nga đấy, nước Nga là, nếu bạn để ý nước Nga ấy, là nền khoa học và nền văn minh ở nước Nga ấy, rất là tuyệt vời. Ở châu Âu thời đó rất tuyệt vời, nhiều cái tài năng ở đây ra này. Sau này tiếng Anh mới thịnh hành thôi. Và khi bạn hiện biết tiếng Nga chẳng hạn ấy, vì nó cùng hệ thống nên thành ra rất nhiều tiếng Nga, tiếng Anh giống nhau ở chỗ nào đó, nó có cái gốc từ nào đó giống nhau. Nên nhiều lúc mà có lúc mà tôi không học tiếng Anh chẳng hạn nhé, thì vì biết tiếng Nga nên đọc tiếng Anh vẫn hiểu được. Nghe tiếng Anh vẫn thấy vẫn hiểu được vì nhiều từ giống nhau. Đấy. Nên vì thế mà khi đọc kinh thánh chẳng hạn ấy, tại sao tôi phải đọc một số cái bản dịch khác nhau hay cái ngôn ngữ khác nhau để nhìn các khía cạnh sự dịch khác nhau, tức cách nhìn khác nhau mà Chúa bày tỏ cho người nào người khác. Có thể sai mà kệ, chúng ta vẫn lọc ra được cái điều gì đúng theo cách Đức Chúa Trời mà tôi đã bày tỏ các bạn, là nhờ Thánh Linh mà lọc đấy, làm cái phim cho mình để Chúa lọc cho mình đúng hơn. Nên bạn cần biết ngoại ngữ các bạn ạ. Mà không, bạn chỉ biết trong bốn bức tường biết cái tiếng của mình thôi. Thậm chí nhiều người biết tiếng của mình còn chưa biết cơ. Thậm chí ngày hôm nay ấy, nhiều người viết sai chính tả
kinh hoàng luôn. Tiếp theo là bạn phải lưu ý đến cái vốn từ của mình, từ mới. Hiểu được cái ý nghĩa từ là gì chứ. Ngày hôm nay nhiều từ chẳng hạn ấy, nhiều từ khoa học chẳng hạn ấy, nhiều từ gì đấy cần thiết. Đấy, từ như là mà nhiều tiếng Việt nó không thể hiện được, đành phải họ phải nhập từ tiếng Anh vào. Về công nghệ nano, về công nghệ chẳng hạn này, về blockchain chẳng hạn, về gì đấy chẳng hạn ấy. Đấy. Về tiền tiền điện tử chẳng hạn này, gì đấy chẳng hạn đấy. Bạn xem nó cái gì các bạn. Bởi vì nhiều cái từ mới đấy nó có ý nghĩa trong đó, và có nhiều cái thông tin, kiến thức gì, tri thức ở trong đó, và nó có thể mở ra cho bạn những cái khả năng, những cái cơ hội mới ở đâu đó. Vì nhờ cái từ đấy, nếu bạn biết, bạn hiểu đấy, thì nó giúp cho bạn động đến và mở đến các cơ hội mới. Còn nếu không biết thì chẳng biết cái gì cả. Có cái câu trả lời bên cạnh, nhưng mình không biết dùng nó gì cả. Bạn hiểu chưa? Nên cần phải biết. Thứ tư là hãy tham gia các khóa học để nhận các tri thức, kỹ năng mới đi. Vì các khóa học này họ đào tạo các thứ đấy, thì họ sẽ giúp bạn là nhìn nhận cái sự việc được sâu hay rộng hơn, một cái chuyên môn professional hơn. Thứ năm là bạn hãy tìm thầy đi. Tiếng Việt có nói là không thầy đố mày làm nên mà. Bạn hiểu rằng sau lưng của mỗi người thành công đấy đều có những người thành công khác như là người thầy vậy. Nên vì vậy đấy, bạn hãy nhìn ở tất cả mọi người như là thầy đó của mình. Nhưng ở đây tôi nói cái tìm thầy đây là thầy, gọi là thầy mà mình gọi là tôn trọng, kính trọng họ, biết ơn họ đấy. Bạn hiểu chưa? Thì những người nào họ có cái uy tín với mình, những người nào đó họ đã từng trải qua cái điều gì mà mình đang muốn trải qua. Tại khi mình học có người thầy như vậy đấy, thì mình không phải bị sức đầu mẻ chán để nhận kinh nghiệm nữa. Có khi nhận kinh nghiệm này có khi mình mất cả 10 năm trời, nhưng mình có người thầy đấy, mình chỉ biết có khi chỉ vòng trong vòng 1-2 ngày là mình đã có kinh nghiệm rồi. Nhưng người đấy có khi trả giá cả 10 năm mới nhận được. Bạn hiểu chưa? Ví dụ như thông tin tin lành nước chúa trời chẳng hạn này, đến giờ ấy, có nhiều mục sư ấy cả 20 năm, 30 năm vẫn còn chưa nhận được là tin lành nước trời là cái gì nữa. Nên vì thế họ vẫn tiếp tục ăn bánh mana cũ của đồng vắng, để cuối cùng dân sự mới chết hết trong đồng vắng và không được miền đất hứa. Nhưng khi bắt đầu trả giá, người đã biết được tin lành nước trời là gì đấy, thì bạn không những bạn chấm dứt lúc đầu kỳ hết ăn bánh mana, để bạn bắt đầu vào trong miền đất hứa mà bắt đầu ăn đầy sữa mật ở trong đó đi. Và lúc bạn tìm thầy rồi đấy, thì bạn cần phải trân trọng cái thầy đấy, chứ đừng có gọi là mày tao để khoác vai như cá mè một lứa được. Cần phải nhìn thấy trong người đấy những ơn của Chúa Trời, như là người đàn bà Samari đấy đã học được nhìn cái ơn trong Chúa Giêsu khi mà bà ấy đi gọi là ra giếng Gia-cốp để múc nước. Bạn thấy không? Bà ấy học được cái ơn đấy, bà nhìn thấy trong đấy, và bà ấy, cái người chồng thứ bảy của bà ấy là Chúa Giêsu. Đấy, Chúa Giêsu nói là ngươi có 5 đời chồng rồi, nhưng đời người đang ở với ngươi không phải là chồng, tức là người thứ 6 đấy. Và bà ấy mở mắt ra, hóa ra 6 người trước đây của mình chẳng phải chồng, và khi bà mở ra Chúa Giêsu là chồng của bà, thì nó nghĩ thuộc đình và bà được cứu ở chỗ đấy đấy, chứ không phải đi lang thang, gọi đi lung tung, gọi đi lang bạt khắp thế gian này để tìm chồng, tìm nơi nương dựa đâu, như là người đàn bà Samari đâu. Nhưng mà khi chỉ cần bạn nhận được cái ơn, nhìn thấy trong người thầy của mình đấy là cái ơn, sự ban cho của Chúa Trời đấy, thôi xong, câu trả lời của bạn được đáp ứng. Amen. Thứ mấy rồi? Thứ năm rồi đúng không? Hết một bàn tay đúng không? Bên bàn tay thứ hai. Thứ sáu, đó là bạn hãy đọc tiểu sử các vĩ nhân, những cái người để tìm ra cái đường lối kinh nghiệm họ ấy. Tại sao họ như vậy? Họ đã trải qua điều gì? Và để trải qua điều gì, họ đã làm cái điều gì để trải qua điều đó? Vậy thôi. Ông Albert Einstein ông nói là cái điều duy nhất mà có thể hướng chúng ta đến ý tưởng và hành động gọi là cao thượng, đó là những cái người, những cái tấm gương của những người vĩ nhân mà có gọi là đạo đức trong sáng. Ông nói như vậy. Vì những người đấy họ là như là cũng là không những chỉ làm gọi là nguồn truyền cảm hứng cho mình, mà chúng ta học được cả kinh nghiệm của họ nữa các bạn ạ, để mình nhìn thấy trong chuyện đó nữa. Tại sao khi chúng ta đọc tiểu sử, ví dụ như đọc kinh thánh thì toàn tiểu sử của bao nhiêu vĩ nhân, các bạn thấy chưa? Tiểu sử của Jacob, tiểu sử của Israel, tiểu sử của Joseph, tiểu sử của David, tiểu sử của Daniel, của ABC ai đó, để đọc ta để nhìn thấy thế này thì phải thế này, sau đó áp dụng đời sống của mình một cách gọi là riêng tư, linh hoạt theo thánh linh của Chúa.
vì bạn không thể gặp được người đấy. Những người vĩ nhân họ qua đời rồi thì bạn học tiểu sử họ thôi, hay thậm chí bây giờ họ chưa qua đời nhưng bạn không thể truy cập đến họ được, bạn không thể gặp họ được, thì thôi đọc tiểu sử họ hay là đọc sách của họ, vậy thôi. Đọc sách là cách đánh bạn họ ngắn nhanh nhất, ngắn nhất, vì trong sách của họ như là đứa con tân tinh thần của họ đấy, có thể nói như vậy. Họ những cái tinh hoa nào đó của họ, họ moi hết ra trong sách của họ và viết ra sách họ đấy, thì trong đó nó đúc kết bao nhiêu thứ kinh nghiệm, những cái tinh hoa nào đó của họ thôi. Ủa? Xin chào tất cả các bạn nhé, chủ bàn hơi tất cả chúng ta. Và thứ sáu rồi đúng không, thứ bảy đó là học cách ra câu hỏi. Ở trong những livestream trước chúng ta đã nói về cách học ra câu hỏi rồi đúng không các bạn, ra câu hỏi đấy, hỏi cho đúng, hỏi có mục đích, cách hỏi như nào đấy. Đã bạn có thể tua lại xem các bài giảng về livestream về cách đặt câu hỏi, và bạn xem cả câu hỏi rất hay. Không biết tôi tạ ơn Chúa cái người nào họ viết dấu hỏi đúng không, bạn để dấu hỏi không, dấu hỏi nó như cái móc ấy. Đấy, cái móc tượng hình cũng hay đấy, nó như là cái móc để mà móc thông tin đâu đó, xong bắt thông tin đâu đó, tức bạn hỏi ấy, là bạn đang móc cái thông tin đó ra, bạn móc cái điều đó ra để móc kéo lại về mình, bạn thấy chưa? Đấy, như hỏi như cái móc ấy, móc này, móc, cái cách tôi hỏi để bạn nhận được câu trả lời đúng, bạn nhận câu trả lời thích hợp, bạn nhận câu trả lời tích cực. Nên cách ra câu hỏi cũng như là bạn tung ra cái móc câu đấy để bạn móc được con cá hay móc được cái mồi mà mong muốn. Nên cách ra câu hỏi nó như vậy, chứ phải ra câu hỏi để mà châm chọc, đâm bị thóc, chọc bị gạo, để mà nó bậy bạ đâu. Đấy cái người loại người mặt hạng đấy, không người văn minh. Người văn minh ra câu hỏi để lợi, để mà lợi cho mình, lợi cho dân tộc. Đấy là một câu hỏi, chứ không phải để hỏi để cho nó sướng mồm, hỏi để mà sỉ nhục người khác. Bạn hiểu chưa? Đặc biệt là khi cái chuyện nào mà thấy bị quả trách hay bị sốc hay không bình thường đấy, thì lại phải càng ra câu hỏi nữa. Tại sao trong Kinh Thánh ấy, những cái chỗ nào mà Chúa Giêsu nói rằng là các ngươi phải ăn thịt ta, uống huyết ta, thì Chúa nói là khốn cho các ngươi là thầy dạy luật. Nếu mà cái người ngu dại ấy, không hỏi tại sao Chúa lại mắng chúng con như vậy nhỉ, tại sao nhỉ, đấy, họ phải đặt câu hỏi tại sao Chúa mắng như vậy nhỉ, thì bạn đâu, khi bạn ném ra câu hỏi đúng đấy, với động cơ đúng đấy, thì bạn sẽ móc được cái thông tin đúng và lòng của bạn sẽ thay đổi. Bạn động não, bạn đào sâu cho chuyện đó, chứ không phải cứ thấy cái chuyện thì không bình thường, cái thằng này nó mắng mình, cái ông kia nó chửi mình, và chỉ nhìn thấy một cách tiêu cực, bọn nó toàn chửi bới chẳng hạn. Thí dụ với người tiêu cực chẳng hạn nhé, họ nghe bài giảng của tôi khi tôi đang rùa xả quỷ cộng sản, chúc phước cho người cộng sản, thì họ bảo ô cái thằng này chửi cộng sản, ông mục sư này lên thì mà giảng thì toàn chửi cộng sản thôi, toàn chửi rủa cộng sản thôi. Thế trong đầu họ toàn sự chửi rủa, toàn sự rủa xả cả, nên họ nghĩ, họ nhìn theo cái lăng kính của họ. Tôi rủa xả quỷ cộng sản, nhưng tôi móc cái người cộng sản ra từ trong đó, vì họ là kiệt tác vĩ đại của Đức Chúa Trời. Tôi nhắc lại các bạn như vậy. Còn cái băng đảng phản động cộng sản ấy, đấy, cần phải đánh phá tan tành ra, và người cộng sản cần phải giải cứu, giải phóng. Nhưng cả những câu từ gì đó mà chúng ta tưởng như bị xúc phạm đấy, đừng vội phản ứng, vì nếu chúng ta mà sống theo tính xác thịt ấy, là cứ phản ứng theo cảm xúc mà. Thằng người động tao, tao cảm ứng, tao tự ái, tao không thèm nghe mày nữa, người ta chống phá lại, ta ném lại, mày chửi ta chửi lại, ta chửi nhiều hơn, thôi khốn nạn cho mình rồi. Đấy là khi mà nghe cái lời của trách đấy, từ từ Kinh Thánh nói rõ ràng, chúng ta học cái bài học phê bình của trách rồi, đấy, thôi không nói nữa các bạn. Bài học về tính cách có nói về thế nào phê bình, lợi ích phê bình là nghệ thuật gì, ABC tiếp thu phê bình thế nào đã chia sẻ các bạn rồi. Nên khi mà bạn thấy cái gì mà không bình thường đấy, thì bạn lại càng ra câu hỏi nữa. Bạn hiểu chưa? Bởi lúc bạn ra câu hỏi ấy, bạn sẽ tìm được cái không bình thường cho bạn, và bạn trở nên người gì? Phi thường. Thế thôi, đơn giản như vậy. Nên cần phải ra câu hỏi, chỗ nào không bình thường ấy, phải càng ra câu hỏi nữa, để móc ra được cái điều không bình thường, để cho bạn trở thành phi thường. Amen. Điểm thứ mấy thế nhỉ? Thứ 7 đúng không ạ? Điểm thứ mấy nhỉ? Thứ 8. Điểm thứ 8 là bạn phải cố gắng thường xuyên tìm cái điều gì mình thích, tìm hiểu điều mới qua các trang mạng để báo chí gì đấy, tìm điều mới, chẳng hạn như điều mới bạn thích mà nó liên quan đến sứ mạng thiên đình của bạn, là tìm điều mới, chứ đừng có suốt ngày điều cũ, điều cũ dích suốt. Vì cả thế giới này, Kinh Thánh có một cái là lời Chúa đã nói rõ ràng đấy, là cuốn sách tri thức đấy, cuốn sách về sự bày tỏ của Chúa ấy, là đóng ấn kỳ cuối mà, xong các kỳ cuối thì nó cứ mở ra
Vì thế bạn cần phải thường xuyên tìm hiểu điều mới, tìm hiểu điều mới để mà trau dồi cả điều cũ cho mình nữa, để biến để nó trở thành cái bộ cả complex tốt tốt để sử dụng nó một cái hiệu quả. Amen. Điểm thứ 9 là cần phải theo dõi luôn cả các tiến bộ khoa học trên thế giới nữa, những cái phát minh công nghệ ABC nào đó để còn biết được thế giới đang sống thế nào. Thì bạn biết cầu nguyện cái điều gì, bạn biết đã sử dụng các thành quả của các công nghệ ABC ra sao, và thậm chí bạn phải biết lãnh gọi là hướng dẫn dạy dỗ con cái Chúa đấy vào trong cái lĩnh vực đó để chiếm nó như thế nào. Thì nó phải như vậy, chứ không phải cứ ngồi tôi chỉ biết cầu nguyện, tôi chỉ biết kinh ăn, tôi chỉ biết giảng lời Chúa, tôi chẳng biết cái gì cả. Sau đó họ bẻ lái cái câu nói của sư đồ Phaolô đấy, tôi chẳng biết sự gì cả, chỉ biết mỗi sự chết sự sống của Chúa Giêsu thôi, chỉ biết sự mà Chúa Giêsu bị đóng đinh, tôi biết mỗi chuyện Chúa Giêsu bị đóng đinh thôi, và ngài sống rồi ngài chết và ngài sống lại, vậy thôi, tôi chẳng biết sự gì hết. Đấy, sự ngu dại, họ không hiểu cái câu nói của sư đồ Phaolô, sự chết Chúa Giêsu là gì, sự đóng đinh Chúa Giêsu là gì, sự đóng đinh nó có ý nghĩa gì trên đời sống của tôi, đời sống của bạn, đời sống của xã hội, đời sống của tất cả mọi lĩnh vực trong xã hội này nó như thế. Sự chết của Chúa Giêsu có giá trị gì trong thế giới, trong thế gian, trong con sáng tạo? Sự sống lại Chúa Giêsu có giá trị gì trong tất cả mọi người? Chứ không phải chỉ mỗi chuyện giới hạn trong cái câu từ, câu chữ ngắn cụt lủn nữa. Tôi chỉ biết Chúa Giêsu giảng thôi. Bản thân chính cái người nói như vậy đấy, mà tôi chẳng biết giảng thì tôi chỉ muốn giảng Chúa Giêsu. Vậy ngài chết, ngài sống lại, thế thôi, tôi không biết giảng gì. Đấy là người bốc phét các bạn ạ. Vì người ta vẫn nói chuyện ăn thì uống gì mặc gì, vẫn nói chuyện là con cái đẻ sinh hoạt ABC, họ vẫn nói chứ. Họ vẫn nói giá cả tiền bạc, tài chính, giấy tờ, xe cộ, nhà cửa, họ vẫn nói chứ. Thế chứ các bạn. Nên vì thế đừng có nghe tin cái loại mà giáo sư, mục sư nào đó mà cứ nói là tôi chẳng biết thì tôi chỉ biết dạy về Chúa Giêsu bị đóng đinh và ngày chết và ngày sống lại, tôi chẳng biết chuyện thế. Vì không hiểu được thế nào là lời Chúa. Amen. Và cuối cùng là thứ 10, là bạn hãy xem những người gọi là sống cùng thời với mình ấy, mà họ đang thành công trong các lĩnh vực khác. Thí dụ như là tỷ phú Elon Musk chẳng hạn này. Đấy, của Tesla đấy, đấy. Thí dụ tỷ phú đấy. Ông là cái ai mà ông ấy coi như là tên lửa lên vũ trụ này. Ông chỉ là cái công ty tư nhân thôi, thế mà phát minh ra tên lửa như là hơn cả bên quốc phòng, cả công nghệ quốc phòng nữa. Cả bên quân sự quốc phòng toàn cái đầu và cái tiềm lực nổi tiếng như vậy, cả cái tiềm năng quân sự ABC nổi tiếng, họ thế mà vẫn còn thua cả cái ông Elon Musk này. Ô hay nhỉ, ông là ai mà ông có cái gì hay thế nhỉ, để theo dõi rằng những người sống cùng thời họ thành công thì tại sao họ thành công, họ có điều gì nhận biết chứ. Amen. Có một người nói rằng thế giới này rất là nguy hiểm. Thế nó đúng rồi, thế giới này là cái nơi rất nguy hiểm nếu như bạn biết quá ít. Đúng thật như vậy. Nếu bạn biết quá ít thì thế giới này đúng thật là rất nguy hiểm. Bạn rơi cái bị lừa ra ngoài, là bị lừa ra ngoài, bị đánh đập, bị rơi hết vào cái bẫy đó bẫy kia. Vì thế trong hội thánh chúng tôi dạy về chiến thuật 3-0. 3-0. Không ngu, không sợ, không lười. Vì chỉ cần thiếu một phần thôi, bạn chỉ ngu một phần, lười chỗ nào đó, sợ chỗ nào đó là có kẻ khác nó tóm và nó bóc lột, nó thao túng kiểm soát bạn rồi. Vì thế không được ngu, không được sợ, không được lười. Thế thôi. Amen. Và bạn hãy xem, ngày hôm nay chúng ta chỉ xem này, nếu chúng ta mà nghe, đọc được đấy, là chúng ta đã có ưu thế hơn cả đến 2 tỷ người không biết đọc trên thế giới ngày nay rồi. Và mỗi buổi sáng sớm chúng ta tỉnh dậy đấy, mà vẫn khỏe mạnh đấy, vẫn còn đầu, vẫn còn trên đầu này, đầu trên cổ, xin lỗi, và vẫn thở được. Thế là có hơn, hạnh phúc hơn là 1 triệu người còn không sống nổi đến ngày mai nữa cơ. Nếu chúng ta sống trong quốc gia mà không bị chiến tranh, không phải sơ tán, không có nạn đói về thuộc thể, tôi chưa nói thuộc linh, thì hạnh phúc hơn đến 1/2 tỷ người thế giới rồi. Hay bây giờ bạn có chỗ ăn ở, chỗ gối đầu, có giày dép đàng hoàng thì đã giàu hơn 75% người trên thế giới rồi, bạn thấy chưa? Hay như là chúng ta rất giàu có, chúng ta có bao nhiêu cơ hội. Và lời Chúa nói trong sách sách mấy nhỉ, sách Phi-e-rơ. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Thấy chưa các bạn? Bởi vinh hiển nhân đức đấy, ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta.
hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người giữ phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Tuyệt vời, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tất cả mọi điều trong Chúa Giêsu hết rồi. Tất cả mọi điều Chúa ban hết chúng ta rồi. Quyền phép Chúa ban chúng ta mọi điều về sự sống, sự tin kính, để thoát ra khỏi sự hư nát thế gian hư mất này, để trở nên cái người có phần tính cách bổn tính của Đức Chúa Trời. Bổn tánh tức là tính cách của Chúa đấy. Thấy chưa? Hôm nay bài học về tính cách, nên tôi kết thúc bài học đây trong tính cách của Chúa. Lời Chúa nói rõ ràng, quyền phép của Ngài, quyền năng của Ngài, thẩm quyền Ngài đã ban chúng ta rồi. Tất cả mọi điều thuộc về sự sống, sự tin kính, để chúng ta có thể thoát khỏi ta tư dục thế gian, thoát ra khỏi sự hư nát bẩn thỉu thế gian này, để trở nên người có tính cách của Đức Chúa Trời. Bạn thấy chưa? Nên đừng sợ, đừng có nghi ngờ, chỉ tin mà thôi. Và hiển nhiên tin là gì? Là hành động. Tin định nghĩa đức tin là sự thực hiện cái điều Đức Chúa Trời đang trông mong trong và qua bạn đấy. Và số phận chúng ta nó là kết quả của những chọn lựa, kết quả những hành động và kết quả tính cách của chúng ta. Nên chúng ta là người làm nên số phận của mình. Chúng ta là người làm nên số phận của mình, và chúng ta cũng là một trong người làm số phận của cả dân tộc, của cả loài người chúng ta nữa. Vì vậy trong danh Jesus Christ chúc phước cho các bạn, và kết thúc cái bài học về tính cách ngày hôm nay. Xin các bạn hãy nghe và xem lại cái bài học đó, vì đó là cái bài học về thuộc dạng là Academy đấy, cho chúng ta đấy, để chúng ta có thể trau dồi phát triển mình là ai. Và đấy bài học tính cách cho người văn minh cần như vậy. Cái tính cách đó ấy, nó theo chúng ta đến cõi đời đời, nó ở chúng ta đời đời và theo chúng ta đến cõi đời đời. Đó là tính cách của Chúa Jesus Christ, trở thành người giữ phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa với các bạn theo dõi. Bây giờ các câu hỏi nó có không các bạn? Điện thoại kêu thôi, kêu ưu từ nãy giờ thôi. Nhiều quá, Chúa phước cho họ, Chúa phước cho bạn, Chúa phước cho họ. Bạn ơi, bạn câu hỏi nào không các bạn? Xin các bạn cho câu hỏi đi, tôi không thấy câu hỏi nào đây cả. Nhưng tôi tin rằng các bạn đã nhận được rất nhiều câu trả lời trong cái bài chia sẻ của tôi trong livestream này, đúng các bạn? Hôm nay tôi nói lại nhé, là chúng ta nói về cái đề tài này thì giải thích, giải oan, giải cứu hay giải mã của MC Trấn Thành. Chúng ta giải hết, nói chung là giải phóng Trấn Thành, và giải không những giải phóng Trấn Thành thôi, mà giải phóng cả dân tộc Việt Nam chúng ta nữa. Cứ giải mã, giải oan, giải thích đủ hết các thứ cho cả dân tộc Việt Nam chúng ta nữa, cho tất cả gọi là hội thánh của Chúa cũng như tất cả các tầng lớp elite trong xã hội Việt Nam. Amen. Và đề tài hôm nay chúng ta đã kết thúc rồi, đó là về trở thành con người văn minh, đặc biệt trong phần tính cách. Và chúng ta nói về những cái phẩm chất để khiến chúng ta trở thành người thành công, và cơ hội chúng ta thế nào. Và kết thúc là chúng ta có bổn tính của Đức Chúa Trời rồi. Hãy nhớ điều đó. Vì Chúa dựng chúng ta là giống Ngài, nên chúng ta không chấp nhận một tính cách khác. Các bạn hãy nhớ điều đó. Các bạn ghi đồng tác giả. Khi tôi hiểu điều này tôi học xong. Xong rồi. Còn không chấp nhận tính cách khác, còn không chấp nhận tính cách của ông A, ông B, ông C, ông D, còn chấp nhận tính cách của Ngài. Con phải có tính cách của Ngài. Vì lời Chúa nói tôi quyền phép Ngài ban cho con mọi điều thuộc về sự sống, sự tin kính. Ô, để con lánh ra khỏi sự hư nát thế gian, hư mất bởi tư dục, mà được giữ lên kẻ giữ phần bổn tánh của Ngài. Xong, con không chấp nhận tính cách khác, con không chấp nhận bổn tánh khác, chỉ có bổn tính của Ngài. Vậy thôi. Chúa hãy giúp con trong sự yếu đuối bất lực của con. Vậy thôi, và hãy trả giá. Amen. Vậy thôi, còn hỏi đáp cầu nguyện cho các nhu cầu nan đề, thì cội nguồn của việc MC Trấn Thành thì tôi trả lời các bạn rồi trong phần đầu tiên của livestream. Tôi trả lời ngắn gọn trong lần đấy thôi, tôi không trả lời dài dòng. Những phần gì mà như thế gian họ trả lời thì các bạn có thể tìm trên mạng. Tôi chỉ cần nói cái điều xúc tích của vấn đề. Amen, tạ ơn Chúa. Các bạn có câu hỏi nào không ạ? Nếu không có thì chúng ta chia tay đây nhé. Và tôi nhắc lại với nhóm Work Team, thứ 6 tuần này các bạn chuẩn bị Zoom nhé, để chúng ta huấn luyện cái nhóm huấn luyện lính đặc nhiệm của Đức Chúa Trời ngày Sorot đấy, nhóm tinh binh đặc nhiệm của Chúa ngày Sorot, những người mà chắc chắn sẽ là ngồi trên Ngài được cái xét đoán, những người sẽ chết thay nhì, không có quyền gì trên người ấy, những người ấy được sống lại đứng Christ, được trị vì đứng Christ trong cả ngàn năm. Amen. Tại vì các bạn, Chúa ban phước cho tất cả chúng ta, nguyện giáng phước của Ngài trên chúng ta. Amen.